kinh điển Hồng Kông. Tấn công khủng khiếp, Liễu Kình Long xuyên qua trở thành song song thế giới vịnh xuân quyền đệ tử. Đáng tiếc sư phụ kính yêu diệp đại sư, sư huynh Lý Hiểu Long đều đã qua đời. Khi Liễu Kình Long phạm sai lầm bị trục xuất khỏi võ quán, hệ thống diễn viên siêu phạm được kích hoạt, quay phim là có thể mở khóa đặc tính nhân vật, thanh trạng thái, còn có thể rút thăm trúng thưởng đạt được phần thưởng kỹ năng. Đi tới trường quay thiệu thị, Liễu Kình Long bắt đầu từ võ sư Long Hổ. Trình Long. Hắn là võ hành không sợ chết nhất mà ta từng thấy. Hồng Kính bảo. Anh ấy là ban chủ giảng nghĩa khí nhất mà tôi từng gặp. Triệu Nhã Tri. Anh ấy là hứa tiên trong lòng tôi. Lâm Thanh Hà. Hắn là lệnh hồ sung trong lòng tôi. Vương Tổ Tiên. Hắn là ninh thải trần trong lòng ta. Chung Sơ Hồng. Anh ấy là truyện cổ tích mùa thu trong lòng tôi. Hứa Khinh hắn là lão pháo yên kinh trong lòng tôi rui miyazawa anh ấy là samurai bóng tối trong suy nghĩ của tôi quốc môi hắn là diễn viên toàn năng càng là đại tông sư văn hóa võ thuật hoa hạ phan hâm mộ thế giới anh ấy đã thúc đẩy sinh nhật của lý hiểu long trở thành ngày cung phu thế giới mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt trước. chương không trục xuất võ quán a à sách mới cầu lai like. bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương không không một trục xuất võ quán sách mới cầu cất giữ sư huynh chết rồi liễu kình long trừng to mắt hô hấp dồn dập một đời siêu sao công phu quốc tế người sáng lập triệt quyền đạo người truyền bá văn hóa hoa hạ thần tượng lý hiểu long của mình cứ như vậy đi chính mình xuyên qua tới nay còn không thể gặp mặt một lần như thế nào liền rời đi chính mình đâu. Liễu Kình Long làm sao cũng không thể tin được. Xuyên Việt trở về 70 niên đại Hồng Công Vịnh Xuân môn hạ tuổi nhỏ nhất đệ tử, chính mình còn không có nhìn thấy kính ngưỡng Vịnh Xuân Diệp Đại Sư cùng Sư Huynh Lý Hiểu Long, như thế nào hai người lần lượt qua đời đâu. Liễu Kình Long tuy rằng xuyên qua đến cái này song song không gian làm tin đến, nhưng là tự hồ thế giới này phát triển vẫn không có thay đổi lớn. Kiếp trước đối với siêu sao công phu Lý Hiểu Long dị thường yêu thích, đạt tới trình độ si mê. Hôm nay hắn xuyên việc trở về Hồng Kông đảo, còn trở thành hai người đệ tử cùng sư đệ, rốt cục có thể nhìn thấy hắn tâm hướng tới dịp đại sư cùng Lý Hiểu Long. Còn chưa được nếm thử mong muốn, ông trời lại như là nói đùa. Hắn sẽ không bao giờ gặp lại sư phụ và sư huynh nữa. Liễu Kình Long không khỏi bi thương. Trong nháy mắt, ký ức tràn ngập. Diệp đại sư dùng ánh mắt từ ái dạy dỗ đôn đôn của hắn sư huynh Lý Hiểu Long mỉm cười nhẹ nhàng vuốt về tóc hắn. Giọng nói và nụ cười của hai người hiện lên trước mắt anh. Ngay lúc này, Vịnh Xuân Quyền trong linh đường của võ quán Vịnh Xuân Hồng Công do Diệp Đại Sư sáng lập, đang tràn ngập một cổ bi thương nhàn nhạt. Võ quán Vịnh Xuân đương nhiệm quán chủ, nhị sư huynh của Liễu Kình Long Mao Thuận Bình, đứng ở bên cạnh linh bài trừng mắt nhìn Liễu Kình Long, bên cạnh là một đám sư huynh của võ quán. tang lễ sư phụ, Ngươi không có tham gia. Tang lễ sư huynh Lý Hiểu Long của ngươi, ngươi lại không tham gia. Liễu Kình Long, ngươi biết sai sao? Mao Thuận Bình gầm lên. Các sư huynh võ quán khác đều chăm chú nhìn Liễu Kình Long đứng ở giữa. Liễu Kình Long trong lòng còn đang vi thương, nỗi giận chỉ trích khiến cho trong đầu hắn mơ hồ. Ta ngay cả nghi thức đưa tang sư phụ, sư huynh cũng không tham gia. Sao lại như vậy? ký ức tan vỡ như bươm bướm bay tán loạn xuất hiện trước mắt. Ngày đưa tang sư phụ Diệp Đại Sư, Liễu Kình Long bị bắt vì đánh nhau. Ngày đưa tang sư huynh Lý Hiểu Long, toàn cản 80.000 người tự động tiễn đưa, Liễu Kình Long vẫn bị bắt giữ sở cảnh sát vì đánh nhau. Nước mắt không khỏi chảy ra hốc mắt, không tiếng động. Liễu Kình Long cúi đầu quỳ gối trước linh bài của sư phụ và sư huynh. Quán trưởng Mao Thuận Bình lại một lần nữa chất vấn. Liễu Kình Long, còn không nhận sai. Liễu Kình Long vẫn quật cường không tiếng động khóc. Ngươi! Ngươi, chết không hối cải. Sư phụ không có ở đây, ta tuy rằng không cách nào trục xuất ngươi ra khỏi sư môn, nhưng ta vẫn là quán chủ, ta còn có thể trục xuất ngươi ra khỏi võ quán. Liễu Kình Long, ngươi nghe cho kỹ đây. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là một thành viên của võ quán, đi ra ngoài cho ta. Mao Thuận Bình chỉ vào Liễu Kình Long chửi ầm lên. Sư huynh đệ bên cạnh vội vàng khuyên nhủ. Quán chủ, không thể. Nhị sư huynh, Liễu sư đệ còn nhỏ, từ lúc sư phụ nhặt nó về, chưa bao giờ rời khỏi võ quán. Đúng nha, Liễu sư đệ mới 16 tuổi, rời khỏi võ quán, hắn muốn sống như thế nào? Ta 14 tuổi đã nuôi gia đình, mau thuận bình bị ngăn lại, mở miệng hét lớn với Liễu Kình Long, Liễu Kình Long ngươi không phải có năng lực sao? Rời khỏi võ quán vô câu vô thúc không cần ai quản ngươi nữa liễu kình long đang bi thương bị người ta chỉ vào mũi mắng làm sao chịu nổi hắn hướng linh vị sư phụ dập đầu ba cái đứng dậy nhìn mao thuận bình tốt đệ tử vịnh xuân liễu kình long của ta từ đó không còn liên quan đến võ quán nữa ngươi mao thuận bình tức giận không nói gì nói xong liễu kình long ngẩng đầu bước ra khỏi võ quán sư đệ sư đệ sư huynh bên cạnh ngăn cản đừng để ý đến hắn để cho hắn đi Mau quán chủ quát ngừng đám người võ quán liễu kình long nhất thời thống khoái đi ra khỏi võ quán đi tới trên đường cái giờ phút này trong lòng lại nổi lên nói thầm liễu kình long xuyên qua cổ thân thể này từ nhỏ chính là cô nhi bị dịp đại sư nhặt về thu dưỡng bởi vậy dịp đại sư đối với hắn ân trọng như núi hắn cũng cùng sư phụ tại võ quán sinh hoạt mười mấy năm bây giờ rời đi từ nhỏ sinh hoạt võ quán, trong đầu của hắn trống rỗng, trong mắt một mảnh mờ mịt. Đảo Hồng Kông năm 1973 đã là tháng 8, mặc dù là sáng sớm, thời tiết vẫn khô nóng. Liễu Kinh Long bây giờ còn chỉ có 16 tuổi, nhiều năm cuộc sống võ quán khiến cho hắn chỉ biết đánh vịnh xuân quyền, những kỹ năng khác một mực sẽ không. Nhìn đường phố quen thuộc ngày xưa trở nên xa lạ, mặt trời chiếu xuống ánh mặt trời cực nóng trên đỉnh đầu. Sư phụ sư huynh liễu kình long làm người của nhị thế siết chặt quyền ngẩng đầu nhìn trời hồi ức trong đầu liễu kình long về sư phụ sư huynh cùng tình cảm sùng bái hai người kiếp trước đang xen vào nhau xuyên việt trở thành vịnh xuân đệ tử chưa kịp nhìn thấy diệp đại sư cùng thần tượng lý hiểu long lại biết được hai người qua đời tin dữ trong nháy mắt hưng phấn hóa thành không có trong đầu đều là từng ly từng tí quá khứ với mình ngay sau đó một cổ tưởng niệm cùng quyến luyến thật sâu dâng lên. Cuối cùng, hóa thành sầu lo đối với sinh tồn sau này. Các loại cảm xúc quay cuồng trong đầu hắn, có hướng tới, tưởng niệm, bi thương, sầu lo. Thân ở đường cái di đôn đảo Hồng Kông lúc này, người đến người đi. Liễu Kình Long cảm thấy mờ mịt. Kế tiếp nên sinh tồn như thế nào đây? Đảo Hồng Kông năm 1973, hình thức ban đầu của tứ đại gia tộc đã hiện ra cửu long thành trại còn sừng sững không ngã. Tứ đại thanh tra người hoa như mặt trời ban trưa, nghị quần của La Hào đang cuộc khởi trong tứ đại ban phái. Y các liêm chính công sở của Hồng Công Đốc cũng sắp được thành lập, cơn bão chống tham nhũng sắp nổi lên. Mà điện ảnh Hồng Kông đã nhờ vào ảnh hưởng của Lý Hiểu Long mà xuất hiện trên trường quốc tế, sắp cuộc khởi. Vào lúc này, trong đầu truyền đến gợi ý, siêu phàm diễn viên hệ thống mở ra. Ký chủ mỗi một lần quay phim có thể rút thưởng thu được siêu phẩm nhân vật đặc tính. Ký chủ quay phim số lượng mỗi đạt tới 10 bộ hệ thống khen thưởng kỹ năng. Ký chủ quay phim số lượng mỗi đạt tới 20 bộ hệ thống mở khóa đặc tính thanh trạng thái. Khen thưởng ký chủ tân thủ đại lễ bao, nhân vật đặc tính. Thân thể cường tráng, thân thủ nhanh nhẹn. Lúc này, mở hệ thống và treo đặc tính thân thể cường tráng mới lên thanh trạng thái nhân vật chỉ cảm thấy cơ bắp toàn thân căng thẳng, cả người tràn ngập lực lượng. Đây chính là đặc tính gia tăng tố chất cơ bản A, thật giống như trong trò chơi thêm chút thuộc tính bốn chiều. Khi hắn còn muốn đem đặc tính nhanh nhẹn của thân thủ cũng treo lên, trước khi phát hiện chuyên mục trạng thái chỉ có thể treo một đặc tính. Muốn mở khóa càng nhiều thanh trạng thái nhân vật, phải đợi sau khi diễn 20 bộ phim. Vẻ mê mang trên mặt liễu kình long thối lui, một cổ tự tin dâng lên trong lòng. Người xuyên việc phúc lợi có thể xem như đến. Thật sự là buồn ngủ đưa gối. Xem hệ thống này, chỉ cần mình không ngừng quay phim, giá trị đặc tính cùng kỹ năng là có thể không ngừng nâng cao diễn xuất. Trong thời khắc phim Hồng Kông sắp trỗi dậy này. Thiệu thị điện ảnh thập niên 60 độc lĩnh phong tao. Ngành điện ảnh thiệu thị thập niên 70, ngành chụp ảnh gia ảnh sông Hùng cùng lập. Những năm 80 thiệu thị điện ảnh, gia hợp điện ảnh, tân nghệ thành điện ảnh thế chân vạc vĩnh thắng điện ảnh độc chiến đỉnh cao thập niên 90. Mỗi người tranh hùng một đời giới điện ảnh Hồng Kông, phong quan vô hạn. Còn có hệ thống nào thích hợp với con đường diễn viên hơn thế này không? Đây là ông trời muốn cho mình đi lên con đường Lý Hiểu Long, trở thành siêu sao quốc tế A. À? Bằng vào hệ thống cùng chính mình kiếp trước ký ức, nhất định có thể trở thành giống như Lý Hiểu Long nhân vật, hoa hạ công phu văn hóa truyền bá sứ giả, kế thừa hắn lý niệm, thậm chí là siêu việt hắn còn có các nữ thần mặc mộc làm cho người ta mê mẩn, phong thái trác tuyệt độc hữu của thời đại này. Sau khi tính toán xong, Liễu Kinh Long đi nhanh về phía phòng làm việc của võ sư Long Hổ. Anh phải tìm được chỉ đạo võ thuật của Lý Hiểu Long, khai sơn tổ sư của phim Cương Thi Hồng Kông trong tương lai. Cửu Thúc Lâm Chính Anh t Cái đề tài này muốn viết thật lâu, cũng không biết các đại lão thích xem không, đại cương viết hơn 7 vạn chữ. Đi đến cảng đảo trở về sau, các vị đại lão có thể yên tâm ăn. Cầu hoa tươi, cầu sưu tầm. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 002. Chính sách bảo vệ rừng Anh đề cử sách mới cầu lai. Like. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Số 19 đường Bắc Hải. Bắt đầu từ thập niên 60, ngành điện ảnh thiệu thị chính là nơi tập trung sớm nhất của các diễn viên hành động trong ngành điện ảnh Hồng Kông, tục xưng phòng làm việc của ngành võ thuật. Mỗi ngày tụ tập hơn trăm võ sư Long Hổ, chờ đợi đến đoàn làm phim làm việc, vận chuyển một lượng lớn nhân viên võ thuật cho trường quay thiệu thị, là cam đoan sản lượng hàng năm trên trăm bộ phim điện ảnh của Hồng Kông. Liễu Kình Long không ngừng lấy ra trí nhớ, ngẩng đầu nhìn lên, nhấc chân lên lầu. Đại sảnh tầng 4 lúc này đã sớm ngồi đầy chờ Long Hổ võ sư. Diễn viên hành động võ thuật trong giới điện ảnh Hồng Kông, lúc đầu phần lớn bọn họ đều xuất thân từ hí kịch, cho nên tiếp tục sử dụng cách gọi võ sinh trong kịch Việt, thống nhất xưng hô là võ sư Long Hổ. Những người nổi tiếng nhất Hồng Kông như Trình Long, Hồng Kính Bảo đều xuất thân từ danh sách này. Tiếng người ồn ào, khói thuốc lượng lờ. Các võ sư có uống trà hút thuốc, có khoác lát tán gẫu, cũng có số ít bưng tờ báo, minh báo, say sư nhìn đánh giá bốn phía. Mục tiêu của Liễu Kình Long rất rõ ràng. Chính là sư huynh Lý Hiểu Long chỉ đạo võ thuật lâm chính anh trong Long tranh hổ đấu, thành viên chủ yếu của Lý Hiểu Long. Sự tích của Lý Hiểu Long, Liễu Kình Long thuộc như lòng bàn tay. Năm đó Lý Hiểu Long chỉ dẫn bảy người đi hô liếu, lâm chính anh chính là một trong số đó. Đầu đinh, râu chữ bát, mày rậm mắt to. Cũng không phải là thủy tổ, cửu thúc, Lâm Chính Anh của phim Cương Thi đời sau sao? Chỉ thấy Lâm Chính Anh ngồi bên cửa sổ im lặng không lên tiếng, hình như có tâm sự. Liễu Kình Long không ngừng hô mượn, đi vào bên trong, đi qua bên cạnh võ sư xem minh báo, ánh mắt hắn đảo qua. Này, thì ra là Lộc Đỉnh ký của Kim Ung, khó trách xem đến nhập thần như vậy. Liễu Kình Long đi tới trước mặt Lâm Chính Anh đứng lại. Chào anh Lâm. Cậu là lâm chính anh nhướng mày nhìn ta là vịnh xuân quyền liễu kình long sư đệ của lý hiểu long anh lâm anh quên rồi sao chúng ta đã gặp nhau ở phim trường long tranh hổ đấu lúc ấy em diễn vai đồ đệ của lý hiểu long lâm chính anh nhíu mày mới nhớ ra cậu là tiểu sư đệ của lý hiểu long là ta ta tên là liễu kình long a à đệ ngươi tới là có chuyện gì sao Lâm Chính Anh nhớ tới đệ tử Vịnh Xuân Quyền trước mắt này. Năm ngoái anh còn hợp tác với Lý Hiểu Long quay bộ phim Long Tranh Hổ Đấu, lúc đó có một nhân vật là học trò nhỏ của Lý Hiểu Long. Lý Hiểu Long trực tiếp để cho tiểu sư đệ của hắn diễn nhân vật này, chính là thiếu niên trước mắt này. Áo lóc ngắn tay, quần luyện công, trên chân mang giày đi bộ ngàn tầng, thiếu niên mười mấy tuổi cái đầu không thấp, hơi gầy một chút, tuy rằng bộ dạng tuấn tú, nhưng ở giữa một đống võ sư tinh tráng vẫn lộ ra đơn bạc. Đối mặt với sự xem xét của Lâm Chính Anh, Liễu Kình Long biết đây là cơ hội duy nhất của mình, phải nắm chắc. Giơ tay ông quyền, không người thi lễ. Thường nghe sư huynh nói Lâm đại ca võ nghệ bất phàm, làm người trượng nghĩa. Liễu Kình Long muốn mời Lâm ca giới thiệu gia nhập Long Hổ võ sư, kiếm miếng cơm ăn. Lâm Chính Anh mặt không chút thay đổi nhìn hắn, lấy ra một điếu thuốc, quẹt diêm châm lên. Ngươi là Vịnh Xuân đệ tử, không ở trong võ quán luyện quyền chạy tới làm cái gì võ hành liễu kình long vẻ mặt xấu hổ ta bị võ quán đuổi ra không có chỗ ăn chỗ ở trên người cũng không có tiền khẩn cầu lâm ca nể mặt sư huynh lý hiểu long của ta giới thiệu ta vào võ hành đi nói xong hắn thi lễ thật sâu lâm chính anh nhìn liễu kình long giống như thấy được tri kỷ lý hiểu long của mình lúc trước là lý hiểu long tin tưởng lâm chính anh mới để cho Lâm Chính Anh đảm nhiệm chỉ đạo võ thuật, long tranh hổ đấu, hơn nữa trong lúc quay phim, Lý Hiểu Long cũng nhiều lần giúp Lâm Chính Anh làm động tác thiết kế. Sau này Lý Hiểu Long nhờ bộ phim này mà giành được địa vị siêu sao công phu quốc tế, Lâm Chính Anh cũng đi theo ở Hollywood nước lên thì thuyền lên. Chỉ là Lý Hiểu Long cách đây không lâu ngoài ý muốn bỏ mình, cũng làm cho Lâm Chính Anh đang ở thế thăng tiến cũng bởi vậy không thể không trở thành cùng một đám võ sư long hổ ngồi ca chờ đợi đoàn làm phim bắt đầu làm việc phải biết rằng hắn trước nhưng là võ thuật chỉ đạo tại sau này tứ đại võ hành thành viên ban tổ chức nhưng đều là võ thuật chỉ đạo xuất thân liên tưởng đến cảnh ngộ của lý hiểu long và chính hắn lâm chính anh đấy lòng cảm khái không thôi miễn cưỡng đáp ứng hôm nay có một đoàn làm phim cần nhiều người tôi dẫn cô đi có thể ăn chén cơm võ hành này hay không thì toàn bộ phải xem ngươi liễu kình long vui mừng quá đổi. cảm ơn lâm đại ca từ sau khi lý hiểu long chết tinh thần lâm chính anh vẫn rất sa sút nhìn sư đệ non nớt của lý hiểu long này lâm chính anh cũng không cảm thấy hắn có thể chịu được phần khổ này chịu được phần tội này võ hành thời đại này kiếm tiền nhanh kiếm tiền nhiều hấp dẫn rất nhiều nhân viên có nền tảng kịch và võ thuật thậm chí một số người bình thường gan lớn cũng đều đi ra, lao võ hành. Chỉ là làm long hổ võ sư, vớt võ hành làm gì có dễ dàng như vậy. Hai trường quay lớn thiệu thị và gia hợp ngày đêm không ngừng, mỗi năm cống hiến hơn 100 bộ phim cho toàn bộ thị trường Đông Nam Á, vẫn như cũ, thỉnh thoảng từ phim trường truyền ra chuyện võ sư cá biệt trọng thương tử vong, hai phim trường lớn lại trợ cấp cực thấp, nhất là thiệu thị. Nghĩ đến đây lâm chính anh không khỏi nhắc nhở liễu kình long a đệ vớt võ sư cũng rất nguy hiểm cảm ơn lâm đại ca ta là cô nhi bây giờ sư phụ sư huynh đều đã chết ta cũng không còn vướng bận sinh tử có mệnh phú quý tại thiên ánh mắt liễu kình long tràn ngập kiên định lâm chính anh thầm thang phải xem tạo hóa của đứa nhỏ này trên đại sảnh ồn ào có mấy người mặt đầy mồ hôi thanh âm trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Sư phụ đoàn làm phim Ngọc Diện Hiệp đi theo tôi. Các võ sư của đại quân Việt đã khởi hành. Lên xe rồi, ảnh tử thần tiên lên xe rồi. Nhị đại đạo diễn quần anh hội, hôm nay thêm 10 võ sư nữa là khởi hành. Lâm chính anh dụi tắt tàn thuốc, đứng dậy gọi liễu kình long. Đi thôi. Đi tới bên cạnh nhân viên đang hô quần anh hội, Lâm chính anh thân thiết chào hỏi. Anh xin, đây là em trai em đã luyện qua quyền thêm hắn một cái đi người đàn ông trung niên trước mắt tên là lý cảng sinh quản lý mấy đoàn làm phim của thiệu thị lý cảng sinh tiếp nhận sông hỷ yên lâm chính anh đưa tới với công phu của lâm ca ta đương nhiên là bội phục chỉ là đứa nhỏ này luyện qua công phu đối mặt với lý cảng sinh liếc mắt liễu kình long tiến lên một bước chắp tay ông quyền Đệ tử vịnh xuân trong danh sách Liễu Kình Long Lý Cảng Sinh vừa nghe, lập tức thu hồi thuốc lá. Môn hạ Diệp Đại Sư Liễu Kình Long gật đầu Giỏi lắm! Đệ tử của Diệp Đại Sư, sư huynh của Lý Hiểu Long Lý Cảng Sinh nghiêm túc lên Danh hiệu Vịnh Xuân Diệp Tông Sư ở Hồng Kông người nào không biết? Trước đó, siêu sao võ thuật Lý Hiểu Long đã đưa tang tại Hồng Kông, hiện trường 80.000 người đưa tiễn điều này trong lịch sử hồng kông cũng là có một không hai có thể thấy được địa vị vượt bậc lao võ hành rất nguy hiểm trọng thương đến chết cũng có đây không phải là hù dọa người lý cảng sinh nghiêm mặt nhìn liễu kình long trước mắt nếu môn hạ vịnh xuân lại có một người bị thương tàn ở phim trường đối với ngành điện ảnh thiệu thị của hắn chính là một phiền toái lớn liễu kình long bình tĩnh nhìn đối phương sinh tử bất luận lâm chính anh gật đầu là sư đệ của Lý Hiểu Long, không làm hắn mất mặt. Lý Cản Sinh cũng cảm khái một trận, không hổ là môn hạ của Vịnh Xuân Diệp Đại sư, sư đệ của Lý Hiểu Long. Được, tính cả ngươi lên xe đi. PS Ngày đầu mười canh, mỗi ngày giữ gốc năm chương. Hoa tươi hai ngàn, đánh giá hai ngàn, khen thưởng hai trăm, vẽ tháng hai mươi, thúc giục càng hai mươi, tăng thêm một chương. Cảm ơn sự ủng hộ của các đại lão. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 003. Thiệu thị studio ở sách mới cầu lai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Xe buýt nhỏ cao lôn. Thiệu thị điện ảnh trường kỳ thuê xe của công ty xe buýt Cửu Long, mỗi ngày đúng giờ đưa đón võ sư Long Hổ đến trường quay thiệu thị. Lúc này trên hai chiếc xe buýt nhỏ đã ngồi đầy ắp liễu kình long âm thầm đến một chút có bốn mươi người ngồi xe đi tới trường quay thiệu thị ở vịnh thanh thủy trên xe các vị võ sư nói chuyện phím, một vị võ sư long hổ khôi ngô nhìn thấy liễu kình long tế lộ ngươi cũng tới vớt võ sư sao hát nha liễu kình long gật đầu các võ sư long hổ cùng xe cười nhạo một trận đứa nhỏ này điên rồi long cũng không mọc đủ này tiểu thí hại tử ngươi điên rồi sao? Với tay chân nhỏ bé của hắn, cũng muốn học lao võ sư. Thật sự là không biết sống chết. Bên trong xe nhất thời tiếng cười nói, mây mù lượn lờ. Sắc mặt lâm chính anh bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn Liễu Kình Long. Trong mắt hiện lên một tia trào phúng, Liễu Kình Long trong lòng mắng một đám rác rưởi, tầm nhìn hạn hẹp, tiểu gia thế nhưng là người có hệ thống, người xuyên việc phúc lợi các ngươi làm sao có thể hiểu. Vẫn còn. Liễu Kình Long cũng không định nén giận. Các vị đại ca, tiểu đệ là đệ tử Vịnh Xuân Liễu Kình Long. Ta nhưng là muốn kế thừa Lý Hiểu Long sư huynh di chí, trở thành vượt qua hắn người. Bên trong thùng xe yên tĩnh lại. Các võ sư thật không ngờ tiểu tử trước mắt này còn là sư đệ của siêu sao công phu Lý Hiểu Long. Sau khi bình tĩnh ngắn ngủi, một đám võ sư bộc phát ra tiếng cười so với vừa rồi càng thêm càng rỡ. Ngay cả Lâm Chính Anh nghe xong cũng lắc đầu trở thành nhân vật giống như Lý Hiểu Long, còn phải vượt qua hắn. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Lý Hiểu Long là nhân vật bực nào? Đi theo Vịnh Xuân Diệp Đại Sư tập võ mấy chục năm, càng là tự mình sáng lập triệt quyền đạo, chính là siêu sao công phu vang danh thế giới. Lý niệm chiến đấu của Lý Hiểu Long càng ảnh hưởng đến việc sáng lập cuộc thi đấu tổng hợp MMA thịnh hành trên thế giới. Cười nhạo qua đi, toàn thể võ sư đều tập thể vây công liễu kình long suy tử, giỏng dạc. Đồ ngốc, ngươi có tài đức gì, dám lấy Lý Hiểu Long tiên sinh ra quảng cáo mình. Ngươi đây là vũ nhục Lý Hiểu Long đại ca. Lý Hiểu Long tuyền dưới có biết, thế nào cũng phải nhảy dựng lên thanh lý môn hộ. Không được, ta muốn thay sư huynh ngươi giáo huấn ngươi một chút. Thanh âm thảo phạt liễu kình long sống sau cao hơn sống trước. Võ sư cá biệt nóng nảy đưa tay muốn giáo huấn liễu kình long, cũng may bị người ngăn lại ngay cả lâm chính anh cũng có chút tức giận với liễu kình long không nên so sánh lý hiểu long đã qua đời lý cản sinh vừa thấy muốn loạn vội vàng đi ra ngăn cản tất cả yên lặng một chút ai còn cãi nhau nữa thì trực tiếp xuống xe thấy mọi người an tĩnh ngồi xuống lý cản sinh hung ác nói với liễu kình long từ giờ trở đi ngươi nói thêm một câu trực tiếp xuống xe liễu kình long mỉm cười không để ở trong lòng nhưng cũng không nói gì đấu võ mồm nữa. Trong lòng hắn tính toán, trở thành siêu sao quốc tế còn có chút xa. Trước tiên trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Hồng Kông thì có thể, có lẽ lấy được giải thưởng kim tượng điện ảnh Hồng Kông cũng không tồi. Sau đó Liễu Kình Long kịp phản ứng, hiện tại Hồng Kông đảo còn chưa có giải thưởng kim tượng điện ảnh, phải đến đầu thập niên 80 mới có thể bắt đầu thiết lập giải thưởng. Còn chưa tới 10 năm nữa. Dọc theo đường đi mọi người ngồi xe tự hồ hoài niệm Lý Hiểu Long bình thường cũng không nói gì nữa. Một giờ nữa. Tiểu ba đi tới căn cứ điện ảnh và truyền hình thiệu thị ở Vịnh Thanh Thủy. Sau khi ô tô tiến vào cửa chính một đường lên dốc, đi tới một mảnh đất trống dừng lại. Thiệu thị ảnh thành nằm trong một ngọn núi hoang 46 mẫu ở Đại Phổ Tử, Vịnh Thanh Thủy Cửu Long, do người sáng lập thiệu nhất phu bỏ ra 32 vạn mua, lại bỏ ra 500 ngàn sang bằng đỉnh núi. Toàn bộ rạp chiếu phim có 14 studio, có một con phố cổ trang, còn có rất nhiều ngoại cảnh, diện tích tổng cộng 800.000 feet vuông, xa xa chính là vịnh xinh đẹp, nơi này phong cảnh tươi đẹp, thảm thực vật phong phú. Ông Thiệu Nhất Phu đầu tư 7 năm xây dựng, chính thức khởi động vào tháng tháng 12 năm 1961, hơn 1.000 bộ phim của ngành điện ảnh thiệu thị đều được hoàn thành quay tại đây, thời điểm đỉnh cao nơi này có hơn 1.300 nhân viên công tác, thế giới gọi là Hollywood phương Đông. Người dân đảo Hồng Kông thân thiết gọi nơi này là phim trường thiệu thị, đời sau từng được liệt vào di sản văn hóa đảo Hồng Kông, chứng kiến sự trỗi dậy và cô đơn của phim Hồng Kông. Đều tới đây tập trung. Lý Cản Sinh tiếp đón một đám võ sư long hổ trầm rộ đi về phía phố Cổ Trang. Tiến vào một quán rượu bằng gỗ, cổ hương cổ sắc. Hiện trường đã vây quanh một đống lớn diễn viên quần chúng mặc cổ trang, bố cảnh, camera, ánh đèn bốn phía đã bố trí xong. Liễu Kình Long đi theo mọi người, cuối cùng cũng thấy được hiện trường quay phim. Bên tường dựng thẳng một tấm bảng. Quần anh hội. Mặc dù không bằng nhân viên đoàn làm phim trong trí nhớ kiếp trước trang phục hoa Mỹ, nhưng cảnh tượng thời đại này trang phục đều tràn ngập phong vị cổ xưa. Một đám lông hổ võ sư tiến vào, toàn bộ trong viện đứng không dưới 100 người. Tuy nhiên, tiêu điểm của mọi người đều tập trung vào ba người ngồi trên ghế gỗ ở giữa sân. Hai vị đạo diễn lớn của bộ phim quần anh hội Thiệu thị. Trương Sa, Trình Cương, bọn họ đều là đạo diễn kim bài hiện nay của Thiệu thị, đặc biệt là Trương Sa lại là đạo diễn đầu tiên có doanh thu phòng vé đột phá trăm vạn trên đảo Hồng Kông, mở ra con đường trỗi dậy của bộ phim võ hiệp Hồng Kông. Quần anh hội có ba đơn vị câu chuyện độc lập. Thiết cung duyên, Bạch thủy tháng do Trình Cương, Trương Sa cùng chỉ đạo. Liễu Kình Long cảm thấy rất quen thuộc với Trình Cương này suy nghĩ nửa ngày đúng rồi trình cương chính là cha của trình hiểu đông chỉ đạo võ thuật kim đạo diễn lừng danh đời sau ba vị đạo diễn bàn bạc bà quyết định tách ra quay các võ sư long hổ thay phiên nhau điều động lý cản sinh phụ trách liên hệ với võ sư các đạo diễn cúi đầu không lưng nhận được chỉ thị chỉ thấy lý cản sinh được công việc mới nghênh ngang đi tới mọi người đi theo tôi thay đồ xuyên qua một phòng chụp ảnh, đi tới một nhà kho gần đó. Một quản lý nhà kho trung niên cười nói chuyện với Lý Cản Sinh vài câu. Dẫn đường trước đầu. Dẫn một đám võ sư đi tới bãi đất trống chất đầy gia đình. Đổi hết ở đây đi, khoát tay, không thèm nhìn rời đi. Đám võ sư này thấy không ai ước thúc, hi hi ha ha tìm kiếm quần áo sau đó, trần trùng ngay tại chỗ thay đổi trang phục, hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen. Liễu Kình Long nhìn thẳng vào mắt cửu thúc lâm chính anh không nhiều lời bình tĩnh chọn ra bộ quần áo cũng bắt đầu thay liễu kình long cũng chỉ đành đi theo vào trong đống quần áo chọn một mùi nắm mốc mùi chua hỗn hợp xông thẳng vào mũi cái này chua sản thật đúng là cùng hậu thế đoàn làm phim trang phục giống nhau liễu kình long đội mũ tôi tớ màu đen mặc quần đen thắt lưng đeo một con dao thép đạo cụ đoàn người trở lại khách sạn lúc đến Thiết cung duyên thuật kể câu chuyện một đôi nam nữ do nhạc hóa, thi ti sắm vai bởi vì một cây cung sắt kết duyên, cuối cùng chiến thắng ác nhân đi cùng một chỗ. Khách sạn này chính là cảnh tượng quan trọng trong câu chuyện. Cao Bảo Thúc, Thi Ti đóng vai quán rượu mẹ con mở. Sau khi giảng giải cho một đám võ sư, kịch vụ liền chỉ huy vị trí của bọn họ. Quay phim. Theo tiếng bớt một tiếng, máy quay chuyển động. Điền Khánh đóng vai huyện Thái Gia Đại Công Tử đi vào tử quán. Liễu Kình Long đi theo tôi tới phía trước sông vào quán rượu, bắt đầu xua tan thực khách đang ăn cơm, làm chó săn cho công tử ca. Công tử huyện Nha xin ông chủ quán rượu Trần Đại Nương cưới cô nương Trần Anh Anh. Trần Đại Nương lấy cớ chỉ cần có thể kéo ra thiết cung của Trấn Điếm, liền đem nữ nhi hứa gả cho hắn. Huyện Nha công tử trên đường cái bắn tên không thành ngược lại xuất hiện tượng nước ngoài, bị hảo hán nhạc đi ngang qua bắn hạ chim bay, hai người nổi lên hiềm khích. Sau đó cho tới trưa long hổ võ sư đảm đương tràn diện, cơ hội ra tay không nhiều lắm. Liễu Kình Long cũng nhân cơ hội quan sát vị trí máy quay phim, quen thuộc với vị trí đóng vai phụ. Sau bữa trưa, buổi chiều đoàn làm phim quay kết cục quán rượu vết ác công tử trước. Liễu Kình Long giả định đi theo huyện lão gia công tử đến tử quán cướp dâu. Trần Đại Nương tức giận đánh lens liên tục thay đổi. Liễu Kình Long rút đau ra hô to, cũng không ngừng thay đổi vị trí. Hắn dư quan nhìn động tác của võ sư xung quanh đều sắp nôn ra. Đây không phải là quay phim, mà là quay hí khúc. Đám võ sư này ở trên xe không ngừng trào phúng Liễu Kình Long. Nhưng động tác quay phim sao lại có trình độ này? Động tác rõ ràng chậm một nhịp không nói, còn cứng nhắc, biểu tình khoa trương ngay cả nhân vật phản diện Điền Khánh đóng vai chính cũng giống như hát kịch Hoàng Mai, có nề nếp. Liễu Kình Long nghĩ lại, cũng hiểu ra. Thời đại này, Lý Hiểu Long vừa mới đem bộ đấm cứng trắng kia của hắn, động tác nhanh mảnh cộng thêm phong cách cắt nối biên tập sắc bén quay ra trong phim. Giới điện ảnh còn chưa mở rộng đã bất hạnh bỏ mình, chỉ có mấy người đi theo bên cạnh hắn mới có được chân truyền phong cách hậu thế. Liễu Kình Long cũng chú ý vị trí máy bay, nhảy nhót theo tiết tấu của những người này vào lúc này liễu kình long chú ý tới tiết tấu động tác của ba người rõ ràng nhanh hơn các võ sư khác một phần một người trong đó hắn biết chính thức là lâm chính anh là chỉ đạo võ thuật của bộ phim lý hiểu long lâm chính anh vô cùng quen thuộc với phong cách động tác của lý hiểu long hơn nữa nền tảng võ thuật của lâm chính anh vô cùng tốt đương nhiên rất dễ dàng có thể làm ra động tác sắc bén nhưng còn có hai người có thể đạt tới trình độ của lâm chính anh cái này có chút ngạc nhiên hiện giờ võ hành hồng công quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp động tác của liễu kình long không ngừng không khỏi nhìn về phía hai người chỉ thấy một người trong đó tuổi không lớn lắm khuôn mặt mập mạp người kia vóc dáng không cao tướng mạo xấu xí liễu kình long nhớ ra hồng kính bảo viên hà bình ps sách mới khởi hành cần các vị các đại lão ủng hộ cầu một đợt cất giữ Hoa tươi đánh giá, cái gì đều tốt, cảm tạ. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 004. Quần Anh hội sách mới cầu lai. Like. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hồng Kính Bảo và Viên Hà Bình cũng làm diễn viên động tác trong đoàn phim này. Hai vị này là gánh chủ của bốn đại võ sư Hồng Kông sau này nhìn thân thủ nhanh nhẹn cùng phối hợp ăn ý của hai người, rất là cảnh đẹp ý vui. Liễu Kình Long thật không ngờ chủ gánh hát của hai đại võ sư đời sau, hiện giờ vẫn chỉ là khách mời trong đoàn làm phim. Thi ti đóng vai cô gái quán rượu Trần Tư Tư, có một cảnh đánh nhau phải nhảy từ trên cao xuống. Bởi vì động tác nhảy xuống, đạo diễn Trương Sa kiên trì muốn một gương rơi xuống đất, trên mặt đất không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Lý Cảng Sinh bắt đầu tìm kiếm thế thân trong đông đảo võ sư, xem ra đều là những hán tử tráng kiện, căn bản không thể đảm nhiệm thế thân cho Thi Ti gầy yếu. Đang lúc hết đường xoay sở, Thi Ti nhìn thấy Liễu Kình Long, cảm thấy hình thể hắn gầy một chút, hẳn là có thể. Bất lực. Liễu Kình Long trùng đầu trang điểm, thay nữ trang. Trình Cương, Trương Sa đi tới trước mặt, nhìn trái nhìn phải, lại để Liễu Kình Long đi trước ống kính một đoạn đường. Cuối cùng, hai người nhất trí đánh nhịp thông qua. Bắt đầu. Liễu Kình Long mặc hoa thương nữ, nhẫn tâm nhảy từ lầu hai xuống. Thình thịch. Liễu Kình Long sau khi rơi xuống đất cảm giác hai chân rung lên, liền lật nghiêng về bên trái. Rắc. Trương Sa tức giận ném mũ, chỉ vào Liễu Kình Long mắng. Đập phố tử, ngươi đã từng thấy nữ nhân nào kéo đùi nhảy lâu. Hai chân cùng nhảy, cố gắng thu lại động tác. Đạo diễn Trình Cương Hòa khí chỉ vào Liễu Kình Long. Võ sư Long Hổ bên cạnh đều đang cười nhạo Liễu Kình Long, quy tắc cơ bản cũng không hiểu, còn si tâm vọng tưởng vượt qua Lý Hiểu Long. Không có cửa đâu. Hồng Kính Bảo, Viên Hà Bình cũng nhìn Liễu Kình Long. Hồng Kính Bảo cười nhớ lại. Bác ca, tiểu tử này làm ta nhớ tới lúc sư đệ của ta mới vào nghề. Đúng vậy, còn phải rèn luyện nhiều. Trong đầu Viên Hà Bình trong nháy mắt hiện lên cảnh tượng phụ thân ép mình luyện công cha của Viên Hà Bình là Viên Hiếu Điền, là chỉ đạo võ thuật thế hệ đầu tiên của bộ phim Hồng Kông. Liễu Kinh Long bị đạo diễn Trương khiển trách, đen mặt đạp lên lầu 2. Đứng yên. Anh nhớ tới phần thưởng quay bộ phim Quần Anh Hội này còn chưa rút ra. Hệ thống, rút thưởng. Trong lòng hiện lên một vòng quay lớn không ngừng xoay tròn, cuối cùng kim đồng hồ dừng lại trên bốn chữ to. Cương cân thiết cốt. Mau dụng tâm niệm ở cột trạng thái nhân vật đem thân cường thể tráng thay thế thành cương gân sắc cốt liễu kình long dường như nghe thấy tiếng kim loại vặn vẹo trong thân thể truyền đến ngay cả thể trọng cũng nặng thêm vài phần cảm thụ được thân thể biến hóa hắn yên tâm cái này không cần sợ bị thương xương cốt gân không có việc gì nhiều nhất cũng chỉ trầy da một chút bắt đầu quay liễu kình long không do dự tay ấn lan can gỗ hai chân vung lên không trung sau đó hai chân khép lại động tác mềm mại thanh tú ngã xuống thình thịch hai chân vững vàng đạp đất hai chân không có bất kỳ khó chịu nào phía dưới mọi người đã đinh đinh đương đương đánh vào một đoàn náo nhiệt vô cùng liễu kình long đóng vai trần anh anh tay cầm đại thương cổ tay vung hoa thương vẫn không có tiếng ngừng máy truyền đến liễu kình long bất đắc dĩ chỉ có thể cầm súng đánh nhau với hai người hầu hai phút ca giọng đạo diễn Trịnh Cương truyền đến. Động tác của mọi người trong quán rượu chợt dừng lại. Tiếp theo giọng đạo diễn Trương xa truyền đến. Chuẩn bị cảnh tiếp theo. Máy quay ngừng hoạt động, ánh đèn dịch chuyển, đạo cụ nhanh chóng thu hồi, kịch vụ nhanh chóng dọn dẹp hiện trường. Vũ sư Long hổ hiếm khi được thanh nhàn. Lâm Chính Anh lúc này đi tới. Em trai, biểu hiện không tệ, còn thích ứng không? Lâm ca vẫn nên gọi ta là A Long đi. Liễu Kình Long cười khách khí nói. Lâm chính anh vỗ vỗ bả vai hắn, đi về phía Hồng Kính Bảo, Viên Hà Bình. Ba người bọn họ quen biết cũ, trong phim của Lý Hiểu Long từng hợp tác không tới một lần. Đó là sư đệ của Lý Hiểu Long. Lâm chính anh giơ tay chỉ Liễu Kình Long. Khuôn mặt tròn trịa của Hồng Kính Bảo lộ vẻ cảm khái. A à chính, anh có lòng rồi phải chiếu cố một chút. Đời sau mang thành quốc tế viên Hà Bình. Viên Bác Gia nói. Trong bốn bộ phim rưỡi do Lý Hiểu Long quay, hai người đã nhiều lần hợp tác với Lý Hiểu Long, nhất là khi Lý Hiểu Long chỉ đích danh để Hồng Kính Bảo đóng vai đối thủ của mình trong bộ phim Long Tranh Hổ Đấu. Ba người ở một bên thổn thức Lý Hiểu Long rời đi. Một đám võ sư Long Hổ vây quanh Lý Cản Sinh nhường thuốc lá. Anh Sinh, anh xem tiểu tử liễu kình Long kia, làm một động tác là trâu bò không được ha ha còn chưa đủ lông quy củ gì cũng không hiểu loại hào kiệt như lý hiểu long không phải hắn có thể so sánh em thấy anh ấy cũng không để anh sinh của anh vào mắt sinh ca không bằng an bài cho liễu kình long một chút sát sát nhuệ khí của hắn đúng vậy cũng cho hắn biết tôn kính ngài và tiền bối chúng ta lý cản sinh suy nghĩ sức ảnh hưởng của lý hiểu long khi còn sống cũng không dễ làm được quá rõ ràng, chỉ có thể âm thầm tìm cơ hội. Vào đêm. Đơn vị thứ hai. Yên Chi Hổ bắt đầu quay. Câu chuyện kể về tình thù yêu hận giữa Hồng Chi Hổ Thạch Trung Ngọc, thủ lĩnh Thanh Lâu do Hà Lệ Lệ Sắm Vai và Bàn Huân, đại đạo phỉ do Liệt Sắm Vai. Chúc ngủ ngon. Vai đại đạo phỉ Bàn Huân do Liệt Sắm Vai dẫn theo hơn 10 tên đạo tặc tấn công cửa thành, tiến vào Thanh Lâu trong thành tìm kiếm Thạch Trung Ngọc. Bố cảnh hiện trường, ánh đèn camera đã vào vị trí phó đạo diễn nói với hai nhóm người trước mặt một nhóm là quan quân nhóm còn lại là đạo phỉ công kích cửa thành liễu kinh long bị lý cản sinh biên vào một tổ đạo phỉ trên cửa thành đuốc và ánh đèn chiếu sáng vô cùng rõ ràng liễu kinh long cùng mười mấy võ sư long hổ mặt trang phục che mặt màu đèn đứng trên đầu thành bên cạnh camera dưới cửa trương xe trình cương đứng cùng một chỗ bắt đầu quay. Đám người liễu kình long giơ sợi dây thừng trong tay lên. Hơn 10 sợi dây thừng tản ra trên không trung rủ xuống mặt đất. Liễu kình long che mặt, đeo đào theo sát những đạo phỉ khác theo dây thừng, từ đầu tường nhanh chóng trượt xuống mặt đất. Xeo 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 xèo 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 ngón tay liễu kình long dứt khoát thu lại buông lỏng dừng lại rất nhỏ rồi đi xuống trương sa nhìn chầm chầm tình cảnh nhíu mày nhìn xuống không hô dừng lý cản sinh cũng thấy được động tác khác thường của liễu kình long trong lòng cười nhạo đạo diễn trương sa không tha cho hắn lâm chính anh nhìn thấy động tác của liễu kình long thầm than cuối cùng vẫn là tâm tính của tiểu niên mắt thấy đám đạo tặc liễu kình long sắp rơi xuống đất một gã quan binh do võ sư Long Hổ sắm vai đột nhiên gây sự, giờ thương đâm trước, đâm sau lưng Liễu Kình Long. Liễu Kình Long liếc mắt nhìn động tác của đối phương. Tay hắn buông lỏng, hai chân đạp về phía tường thành. Một cú lộn ngược. Hai chân trực tiếp đạp vào bả vai tên quan binh kia, đối phương không có phòng bị, lão đảo ngã xuống đất. Đạo diễn trương xa hô to một tiếng. Rắc. ts Bởi vì nhân vật đông đảo, chỉ là cảng đảo liền có 500 vị, còn không có tính trên đất liền cùng những khu vực khác, cho nên rất nhiều nhân vật xuất hiện tận lực dựa theo thời gian triển khai, các đại lão có ý tưởng gì đều có thể ở khu bình luận nói ra. Cảm ơn đã ủng hộ. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 005. Cơm hộp, bay xuống tường thành ở sách mới cầu thu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mọi người đều cho rằng, đạo diễn Trương Sa hô dừng là bởi vì nguyên nhân liễu kình long, ai ngờ Trương Sa còn nói. Trận tiếp theo. Cái này qua rồi. Mọi người một trận mê man. Võ sư mặc quân phục quan binh hỏi Lý Cản Sinh. Anh Sinh, cái này cũng có thể qua. Lý Cản Sinh không trả lời, trong lòng hắn cũng đoán không ra ý nghĩ của trương xe đạo diễn trình cương đứng bên cạnh xe cười tủm tỉm chỉ có ông ta mới hiểu được chuyện gì xảy ra nguyên lai liễu kình long đùa dẫn hạ tích trương xa thiếu chút nữa nhìn không được nhưng cảm thấy đáng tiếc còn muốn nhìn xem tình cảnh sau đó biến hóa như thế nào vào lúc này quan binh ra súng gây sự bị liễu kình long sắm vai đào phỉ được giải quyết tiêu sái lưu loát càng làm nổi bật võ công cao cường của đạo tặc sông ải Chính bởi vì một màn này mới khiến cho đạo diễn Trương Sa giữ lại cảnh tượng này. Nếu không lấy tính tình nóng nảy bá đạo của Trương Sa, thế nào cũng phải đem liễu kình long mắng cậu huyết lâm đầu. Trận tiếp theo. Cửa thành bị bọn cướp mở ra. Liệt sắm vai đại đạo tặc bàn huân mang theo đội ngựa xông vào trong thành. Cuối cùng, Ngọc Trong Yên chi hổ thạch thiết kế bắt được đạo tặc bàn huân có mối tình thắm thiết với nàng, ai ngờ bàn huân lại là ân nhân cứu mạng của nàng, sau khi bàn huân chặt đầu, ngọc trong yên chi hổ thạch thương tâm muốn chết bởi vì đi theo đoàn làm phim liễu kình long có thể nghỉ ngơi trong ký túc xá tạm thời của thiệu thị vài ngày sau đơn vị thứ ba bãi bạch thủy bắt đầu quay do địch long khương đại vĩ đóng vai chính thuật kể câu chuyện đời sau anh hùng lương sơn đại náo pháp trường tình tiết phát triển khẩn trương mạo hiểm liền mạch lưu loát có sức hấp dẫn mãnh liệt mở đầu trên bãi biển lý thanh đóng vai hiệp nữ mang theo một đám cao thủ chặn đứng ca ca địch long bị áp giải trùng hợp bị khương đại vĩ gặp được Dết. liễu kình long cùng các quan binh khác giơ thiết thương vây quanh địch long địch long gỡ gông xiềng xuống giống như hai cánh cửa vũ đến uy vũ sinh phong liễu kình long không ngừng thay đổi vị trí với các võ sư khác uống địch long dùng sức nhấn mạnh lại một gã quan binh ngã xuống liễu kình long theo sát một quan binh xông lên sông đấu địch long giữa các vị trí luân phiên võ sư cố ý chậm một nhịp che chắn liễu kình long muốn gây phiền toái cho hắn liễu kình long trong lòng bực bội từ sau khi mình mạnh miệng nói ra những võ sư long hổ này khắp nơi nhằm vào mình động tác nhỏ không ngừng không sao hắn đã sớm lưu lại dư lực đề phòng những võ sư quấy rối này ngay tại bên cạnh võ sư giảm tốc độ trong nháy mắt Liễu Kình Long đột nhiên gia tốc, đem từ bên người hắn hiện lên, tránh thoát hắn ngăn cản. Thình thịch. Vũ sư ngăn cản bị một công xiền của địch Long đè lên, lĩnh hộp cơm. Liễu Kình Long vừa định tấn công. Thình thịch. Lại một công xiền nện lên đỉnh đầu Liễu Kình Long, cúi đầu ngã xuống đất. Liễu Kình Long cũng nhận hộp cơm. Nằm sắp trên bờ cát, mặt Liễu Kình Long vừa vặn hướng về phía võ sư vừa rồi ngăn cản hắn sắc mặt oán hận của đối phương dần giữ trừng mắt nhìn hắn. Liễu Kình Long nghịch ngợm nhìn đối phương, nháy mắt mấy cái, lè lưỡi. cái này làm cho võ sư kia tức giận đến nằm trên cát, tức giận không ngừng tăng lên. rắc. kết thúc công việc, ăn cơm. Liễu Kình Long đứng dậy vỗ vỗ cát, không để ý tới võ sư phẫn nộ nghênh ngang rời đi. đến giờ ăn trưa. Lâm Chính Anh ngồi dưới đất, vui vẻ ăn hai phần cơm hộp. Liễu Kình Long vừa ăn vừa nhìn mấy diễn viên chính. Nước miếng trong miệng, không biết là mùi rau cải hay là vị trí diễn viên chính thèm thuồng. "Lâm Đại ca, em rất nhanh sẽ trở thành diễn viên chính, xem đi. Đừng nghĩ lung tung, mau ăn đi." Lâm Chính Anh nhìn hai hộp cơm trống không, khẩu vị của người trẻ tuổi rất tốt, đầu giống như một phần cơm của mình đã no rồi. Buổi chiều quan trọng nhất. Địch Long mang theo đám người Lý Thanh chặn pháp trường cứu Khương đại vĩ. Địch Long cầm thương đấu quần quan binh. Khương Đại Vĩ cầm đao đấu quần quan binh. Mấy chục võ sư không ngừng luân phiên giữa Địch Long, Khương Đại Vĩ cùng một đám nghĩa sĩ kiếp pháp trường. Sớm thôi. Nội dung vở kịch một đường đi cao. Các nghĩa sĩ không ngừng chết trận. Hiệp nữ Lý Thanh bị thương. Địch Long chết trận. Khương Đại Vĩ cầm đao đấu với nhân vật phản diện Cốc Phong, một đường đánh tới một kiều. Cây cầu gỗ này là cây cầu gỗ duy nhất của trường quay thiệu thị, dài không dưới 60.70m, sâu gần 40m. Nó kéo dài qua hai đỉnh núi, sơn cốc phía dưới là một con sông khô cạn, cự thạch hình quái dị tùy ý có thể thấy được. Đạo diễn Trương Sa, Trình Cương, diễn viên chính Khương Đại Vĩ, Cốc phòng đứng ở giữa cầu thỉnh thoảng thương lượng. Trình Cương nhìn Trương xe. Đạo diễn Trương, nhất định phải quay cảnh ngã xuống sao. Trương lái xe kẹp điếu thuốc không nói lời nào, gắt gao nhìn chầm chầm đáy cốc. Khương Đại Vĩ, cốc phong nhìn thầm cốc phía dưới có chút phát điên. Khương Đại Vĩ làm khế tử của đạo diễn Trương Sa, cũng chính là nghĩa tử, tự nhiên là phi thường muốn giúp nghĩa phụ Trương Sa. Khương Đại Vĩ muốn nói lại thôi. Cốc Đại ca. A à Vĩ, chúng ta ở trên cầu đánh ta tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ là ngã xuống cầu ống kính, còn phải dựa vào long hổ võ sư. Khương Đại vĩ khẽ gật đầu. Hắn biết Cốc Phong là diễn viên kỳ cựu diễn 20 năm, diễn qua rất nhiều nhân vật phản diện kinh điển, nghệ đức là không thể chê. Khương Đại vĩ biết nếu muốn hoàn thành cái này ống kính, chỉ có thể là dựa vào đám kia Long Hổ võ sư. Trương Sa hít một hơi thuốc quay đầu nhìn Trình Cương. Đạo diễn Trình không quay thật đáng tiếc. Đúng vậy, tôi gọi chỉ đạo võ thuật tới đây. Trình Cương cùng phó đạo diễn chào hỏi. Sớm thôi, hai vị hướng dẫn võ thuật của Bạch Thủy Tháng được mời lên cầu. Một đám võ sư ngồi sổng bên cầu cười hì hì. Liễu kình Long nhìn một người đi lên cầu lúc này đặc biệt quen mắt. Lâm ca, hai người lên cầu là ai? Hướng dẫn võ thuật ở bãi biển trắng. Tanga, Liêu Di A Liên. Lâm chính anh phổ cập kiến thức cho Liễu kình Long, nói tiếp. Thiết cung duyên võ chỉ từ Khánh Thuần, Yên Chi Hổ võ chỉ Lương Thiệu Tùng. Liễu kình Long vừa nghe đây là đoàn làm phim thần tiên gì vậy không có gì ngạc nhiên khi có sự hướng dẫn võ thuật thế hệ đầu tiên ban chủ tứ đại võ sư đời sau có ba người hồng kính bảo viên hà bình lưu gia lương chỉ còn thiếu trình long là đủ bốn thành viên lớp võ sư hồng gia bang viên gia bang lưu gia bang thành gia bang có thể nói là chống đỡ toàn bộ điện ảnh hồng đảo cũng không khoa trương ảnh hưởng đến giới điện ảnh hồng đảo trong tương lai mấy chục năm hai vị chỉ đạo võ thuật đi tới giữa cầu, nhìn xuống đáy cốc. Hai vị đạo diễn, mặt cầu cách đáy cốc ít nhất 40 mét, phía dưới đều là đá lớn. Mấu chốt là đáy thung lũng rất hẹp, hay là dốc, từ trên cầu nhảy xuống rất nguy hiểm. Hai vị võ chỉ đưa ra ý kiến giống nhau. Dùng mô hình người không được sao. Lưu gia lương lắm mồm một câu. Hắn giờ phút này còn không có trưởng thành thành hậu thế nổi tiếng ngạnh kiều ngạnh mã phái trương sa ngữ khí kiên định. Phải người thật ngã mới có thể bảo đảm hiệu quả. Phía dưới chuẩn bị 3.000 thùng giấy trải ra, ít nhất phải cao 8 mét. Võ chỉ đường gia đưa ra ý kiến. Các võ sư ta đi nói. Đạo diễn Trình Cương cũng bổ sung. Được, thùng giấy bày ngay bây giờ, phó đạo diễn đoàn cũng giúp các anh điều hành nhân lực. Hai vị đạo diễn an bài đoàn làm phim điều động thùng giấy nhà kho phim trường, bắt đầu trải ở đáy cốc. Phó đạo diễn đi theo hai vị võ chỉ tới trước mặt một đám võ sư Long Hổ. Đường gia ông quyền. Các vị sư phụ, hiện tại có một cảnh thế thân, thầy Cốc Phong sư phụ từ trên cầu ngã xuống đáy cốc. Các võ sư đều an tĩnh lại. Bọn họ ngồi trên đống đất vụn bên cầu, ngước mắt nhìn xuống dưới cầu. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tất cả võ sư không ai nói chuyện. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 006. 800 khối, đám người vây xem sách mới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Võ sư Long Hổ đóng phim ngày nay phổ biến cho rằng nội dung công tác thế thân võ thuật động tác vẫn chỉ là nội dung một công việc mà thôi. Tự như công việc trong đoàn làm phim, ánh đèn, nhiếp ảnh, chẳng qua bởi vì không ngừng vận động, cho nên va chạm là không thể tránh khỏi tương đối xui xẻo mới trọng thương tử vong ở phim trường một ngày đổ mồ hôi tiền lương vẫn rất nhẹ nhàng lương lại là thanh toán hàng ngày lương lại cao vì vậy họ thường thiếu những ý tưởng tuyệt vọng thế nhưng hiện tại đạo diễn võ chỉ muốn bọn họ liều mạng quay phim điều này đối với bọn họ mà nói quả thật thiếu chuẩn bị tâm lý cùng thừa nhận vậy những suy nghĩ bất an hoảng loạn và thậm chí sợ hãi tràn ngập trong tâm trí họ. Đường gia chỉ đạo thấy không có ai báo danh, liền nâng cao giá. Hai vị đạo diễn nói, tiền lương của cảnh này gấp ba lần thế thân bình thường. Đường gia nhíu mày. Hiện tại giá cả thế thân bình thường đã là 80 đồng một ngày, gấp ba lần chính là 240 đồng Hồng Kông. Phải biết rằng hiện tại kinh tế đảo Hồng Kông vừa mới phát triển, tiền lương của công nhân bình thường trong nhà máy một tháng cũng không đến một trăm tệ. Lương của võ sư Long Hổ đã cao hơn đại bộ phận thị dân Hồng Kông. Cảnh tượng xấu hổ khiến phó đạo diễn đoàn có chút nóng nảy. Hai vị đạo diễn Trương Sa, Trình Cương đã dặn dò phải sắp xếp người tốt, hiện giờ không ai hưởng ứng. Hắn lại nghĩ đến tính tình nóng nảy của đạo diễn Trương Sa, trực giác đến hết hồn hết vía. Hắn thấy Lý Cảng Sinh đứng bên cạnh một đám võ sư. Hồng Kông Sinh, đến đây một chút. Lôi kéo Lý Cảng Sinh sang một bên, đoàn phó đạo diễn hù dọa nói. Hồng Công Sinh, đạo diễn Trương đã ra lệnh chết, phải tìm thế thân. Anh là nhân viên trường vụ, điều động nhân viên anh không thể bụng làm già dạ chịu. Sắc mặt Lý Cảng Sinh trong nháy mắt khổ sở. Đạo diễn đoàn, anh cũng thấy đấy, không có ai ra mặt, tôi có biện pháp nào. Phó đạo diễn đoàn nhìn anh chầm chầm. Tính tình đạo diễn Trương cậu biết mà lý cảng sinh trong lòng muốn chửi má nó bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu hai người trở về bên cạnh các võ sư tình cảnh còn đang giằng co vẫn không có ai chủ động báo danh phó đạo diễn đoàn nhìn lý cảng sinh người sau kiên trì bắt đầu gọi người quen sư phụ lý sáng vinh nổi danh là thân thể cường tráng chịu đựng nếu không con thử xem trong lòng lý sáng vinh mắng lý cảng sinh bình thường mời hắn ăn uống không ít thời khắc máu chốt lại muốn hại chính mình anh sinh, anh cũng biết. Em vừa mới kết hôn, hai ngày này thắt lưng không được khỏe. Nếu không, ngươi nhìn xem sư phụ khác. Lý Cản Sinh thầm mắng, nhát gan, hắn lại nhìn về phía những võ sư quen biết khác. Chỉ thấy tất cả mọi người cúi đầu. Lâm Chính Anh, Hồng Kính Bảo, Viên Hà Bình ba người ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ba người này nhưng đều là đương qua võ thuật chỉ đạo, chính là đường gia, lưu gia lương hai vị võ thuật chỉ đạo đều chưa chắc tiếp đón động chớ nói chi là hắn một cái nho nhỏ tràn vụ một lúc cảnh tượng lại yên tĩnh trở lại vào lúc này xa xa dưới đáy cốc đã tụ tập đại lượng nhân thủ bắt đầu trải lên thùng giấy đến xem này bốn người đoàn phó đạo diễn hai vị võ chỉ và lý cảng sinh đều sốt ruột hồng kính bảo viên hà bình lâm chính anh ba người đi tới bên cầu nhìn nói chuyện với nhau Liễu Kình Long đi theo bên cạnh nghe. Hồng Kính Bảo nói: "Có đủ thùng giấy lót dưới cầu không thành vấn đề, chỗ khó còn ở sườn dốc, phần lớn sẽ bị thương. Lúc quay còn phải mặt hướng lên trên, chỉ có nửa đoạn thời gian rất ngắn, điều chỉnh tư thế rơi xuống đất." Viên Hà Bình gật gật đầu. Lâm Chính Anh có vẻ trầm mặt ít nói. Liễu Kình Long lúc này cũng đang tính toán con đường Long Hổ võ sư của mình nên đi như thế nào. Long hổ võ sư làm không được cả đời, 40 tuổi cơ bản liền làm không nổi, hơn nữa còn rất dễ dàng bị thương. Tương lai chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là chỉ đạo võ thuật, thiết kế động tác của cả bộ phim, xem như là nhân viên phía sau màn. Hai là phương hướng diễn viên, hơn nữa còn phải là nhân vật chính, cũng phù hợp với tính cách của mình. Lý Hiểu Long và Trình Long đều đi con đường này như vậy về sau mình sẽ thông suốt đến cùng trên con đường diễn viên siêu sao ảnh đế liễu kình long liền bắt đầu suy nghĩ làm sao nắm chắc cơ hội này không giống như ba người hồng viên lâm và các đạo diễn nghĩ bọn họ đều nghĩ làm thế nào để tránh cho nhân viên bị thương làm tiền đề liễu kình long trực tiếp nghĩ đến dự định bị thương xấu nhất hắn đánh giá mức độ bị thương trước mắt hắn chỗ dựa lớn nhất chính là trong hệ thống cương cân thiết cốt cái này đặc tính cái này đặc tính là trực tiếp đem thân thể tố chất của hắn nâng cao mấy cái cấp bậc tương đương với trong trò chơi lực phòng ngự hơn nữa là bên trong gân mạch cốt phòng ngự động tác bay xuống cầu này bởi vì có thùng giấy phía dưới giảm sốc có thể tránh bị thương bản thân lại đề cao tính dẻo dai trên gân cốt còn lại đơn giản chính là da thịt tan vỡ bầm tím các loại vết thương nhỏ dưỡng vài ngày là tốt rồi quyết định đi liễu kinh long liền yên lặng theo dõi kỳ biến tìm kiếm cơ hội vào lúc này. Võ sư bên này, bởi vì đoàn phó đạo diễn tìm được hai vị đạo diễn trương xa cương sinh, đã đem thù lao thế thân tăng lên tới năm lần. Nhưng vẫn không có võ sư đáp ứng. Bọn họ có kinh nghiệm phong phú biết, sau khi hoàn thành động tác này đại khái sẽ bị thương vào bệnh viện, rất có thể vẫn bị thương nặng. Cho nên, mặc kệ bọn họ đã kết hôn, hay là tuổi trẻ đều lựa chọn trầm mặc. Hai vị đường gia, lưu gia lương chỉ đạo võ thuật hết đường xoay sở lý cản sinh cũng cúi đầu hiển nhiên bị phó đạo diễn mắng không nhẹ thùng giấy đã sắp trải xong có thể thế thân vẫn không tìm được đoạn phó đạo diễn cũng gấp đến đầu đầy mồ hôi bất đắc dĩ hắn đành phải đi xin chỉ thị của trương đại lộ nhìn phó đạo diễn rời đi liễu kình long không đứng ra bây giờ chỉ có thời điểm khẩn yếu nhất hắn mới có thể đem lợi ích tối đa hóa vài phút nữa thôi phó giám đốc đoạn đã trở lại Đạo diễn Trương nói, gấp 10 lần. Toàn bộ 800 khối. Ai nguyện ý? Lý Cảng Sinh cũng kích động đáp ứng. Gần một tháng tiền công của các anh là nửa năm tiền lương của tôi, ai vậy? Tiền tài động lòng người. Các võ sư tại chỗ nhỏ giọng nghị luận. Thương lượng trong chốc lát, mọi người lại không có động tĩnh Nguyên lai. Like. Bọn họ những võ sư này nhẹ nhàng buông lỏng một tháng có thể có một nghìn khối thu nhập mà động tác này rất có thể khiến bọn họ bị thương nằm viện mấy tháng không làm được, tính toán như vậy, vẫn không có lời. Vẫn không ai nguyện ý. Không ai nguyện ý sao? Phó đạo diễn đoàn và Lý Cản Sinh hoàn toàn nóng nảy, không tìm thấy người, phó đạo diễn và công việc của bọn họ hoàn toàn đừng hồng làm. Đang lúc tất cả mọi người bất đắc dĩ, một thanh âm vang lên. Ta tới. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 007. Nhảy cầu, trong sinh tử kinh khủng ao mới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy Liễu Kình Long một thân phục luyện công cao ngất đứng thẳng. Thì ra là hắn. Tiểu tử này được không? Muốn tiền muốn điên rồi người trẻ tuổi không biết lợi hại a à? lâm chính anh lắp bắp kinh hải. a à long cậu không muốn sống nữa lâm ca sinh tử có mệnh phú quý tại thiên lâm chính anh hướng về phía hắn cười cười phó đạo diễn đoàn vui như nở hoa nói hảo tiểu tử ta xem trọng ngươi được liễu kình lông lá gan đủ lớn lý cản sinh dối trá giơ ngón tay cái lên cùng với sự lo lắng của Lâm Chính Anh, sự dối trá của Lý Cản Sinh, sự nghi ngờ của các võ sư. Liễu Kình Long đi lên mặt cầu, đi tới trước mặt đạo diễn, diễn viên chính. Phó đạo diễn đoàn giới thiệu. Đạo diễn Trương, đạo diễn Trình, đây là Liễu Kình Long, động tác thế thân của cô cốc do anh ấy làm. Đạo diễn Trương, đạo diễn Trình. Liễu Kình Long chào đạo diễn trước. Trương Sa nhìn hắn. Sao nhìn có chút quen mắt? quán rượu nhảy lầu cùng tường thành trượt dây thường cảnh chính là hắn làm, Trình Cương giải thích. Hảo tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Trương Sa hút thuốc. Nghĩ kỹ chưa? Nhưng rất nguy hiểm. Trình Cương lại nhắc nhở một câu. Vẻ mặt liễu kình long sáng lạng như ánh mặt trời. Sinh tử bất luận. Khương Đại Vĩ thưởng thức, mỉm cười vỗ vỗ bả vai liễu kình long. Lão hí cốt cốc phong cũng đi tới trước mặt liễu kình long, trịnh trọng ông quyền. Đa tạ. Cốc sư phụ khách khí rồi, vãn bối nên đáp lễ. Liễu Kình Long nghiêm túc đáp lễ. Không thể không nói. Nghệ đức của diễn viên kỳ cựu chính là cao, vô cùng biết tôn trọng người khác. Không có sự chậm trễ. Trương xe chỉ huy toàn bộ đoàn làm phim khởi động. Trên mặt cầu trong nháy mắt camera, ánh đèn, đạo cụ chật nít người. Bố trí xong diễn viên chính khương đại vĩ cốc phong vào vị trí trương xe hô to bắt đầu quay khương đại vĩ cốc phong cầm đao kiếm trong tay đánh vào nhau thời gian ngừng hoạt động giữa chừng được quay lại vài lần liễu kình long cũng không để ý mà là sau khi thay xong trang phục chậm rãi hoạt động thân thể lâm chính anh đứng bên cạnh oán giận cần gì liều mạng như vậy không liều mạng làm sao đuổi kịp sư huynh Liễu Kình Long không thèm để ý cười cười. Đang là buổi chiều mặt trời đang chói chang. Nhân viên đoàn làm phim khác ở trường quay thiệu thị đã nhận được tin tức. Đoàn làm phim quần anh hội có người muốn liều mạng nhảy xuống cầu. Một lúc. Người của 14 phòng quay phim ở trường quay đều chậm rãi tụ tập ở hai bên cầu, chờ xem người khác liều mạng. Năm đó Triệu Nhã Tri đạt được hạng ba tiểu thư Hồng Kông, đang ở dưới sự bầu bạn của mẫu thân, tham quan phim trường thiệu thị ông chủ thiệu thị thiệu nhất phu cùng tổng trợ lý hành chính phương di hoa thập phần coi trọng triệu nhã tri mời cô gia nhập thiệu thị dưới sự dẫn dắt của nhân viên thiệu thị hai mẹ con này đang tò mò xem phim quay như thế nào giờ phút này các nàng cũng nghe được tin tức đi tới bên cầu xem hiện trường quay chụp mẹ hình như đang quay cảnh đánh nhau ừ em học nhiều một chút nhân viên hướng dẫn bên cạnh nói ra A Di, Triệu Tiểu Thư, hôm nay xem như tới rồi. Hôm nay là cảnh đặc sắc nhất trong bộ phim mới quần anh hội của đạo diễn Trương Sa. Trong chốc lát, có diễn viên muốn từ trên cầu nhảy xuống. Vào lúc này, Liễu Kình Long thay đổi trang phục một mình đi nhanh về phía giữa cầu. Triệu Nhã tri nheo mắt nhìn Liễu Kình Long dưới ánh mặt trời. Hướng dẫn viên giới thiệu, nghe nói chính là mỹ nhân này, lát nữa phải nhảy cầu đôi mắt triệu nhã tri không tự chủ được vẫn luôn chú ý đến liễu kình long đám người vây xem náo nhiệt bên cạnh nhàn thoại dần dần nổi lên tiểu tử thật xinh đẹp sợ không phải sắp ngã hỏng rồi nhìn cũng không lớn lắm nếu bị ngã thì tốt xấu gì đúng vậy thật đáng tiếc đáng tiếc cái gì chính là thấy tiền sáng mắt đúng vậy nghe qua cuốn nhảy này đủ cho tôi mấy tháng tiền lương rồi triệu nhã tri nghe xung quanh nghị luận không biết lo lắng hay là cái gì nhíu mày mọi người bên cạnh không dừng lại tiếp tục trò chuyện ai đám võ sư long hổ này tiền lương rất cao đừng tức giận nếu không ngươi đi thử xem thôi đi cao như vậy không ngã chết được đâu ha ha muốn đi các ngươi đi ta ở chỗ này chờ xem kịch anh là đồ khốn một đám người nhàn rỗi cười mắng không ai dám lên cầu nhìn một cái cách đó không xa một người đàn ông trung niên mặc âu phục dày da chậm rãi đi tới, đứng ở bên cầu nhìn. Người quen thuộc hắn tự giác để trống một mảnh sân bên cạnh. Người này chính là nhà sản xuất thiệu nhâm mai của bộ phim Quần Anh Hội, anh ba của thiệu nhất phu, được xưng là Tam Tiên Sinh, một trong những ông chủ của thiệu thị điện ảnh, cũng là một thế hệ ông trùm điện ảnh. Anh là nhà sản xuất của Quần Anh Hội, nghe được tin tức có động tác nguy hiểm, anh không thể không đến xem đặc biệt là diễn viên có thể chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy kết quả cũng chứng thực, quả thật phi thường nguy hiểm. Bất chấp các biện pháp an ninh, vẫn có khả năng xảy ra tai nạn. Mặc dù như vậy Thiệu Nhâm Mai cũng không ngăn cản hai vị đạo diễn Trương Sa, Trình Cương. Là một nhà điện ảnh lâu đời, anh tin tưởng phán đoán của hai đạo diễn kim bài lớn của Thiệu Thị. Thời gian trôi qua từng chút một. Bên cầu người vây xem càng ngày càng nhiều hai vị đạo diễn trương xa trình cương trong lòng cũng có chút bồn chồn mắt thấy quần anh hội sắp quay xong lúc này nếu tử vong trọng thương một người không chỉ ảnh hưởng đến đánh giá của thị trường đối với cả bộ phim mà còn ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp đạo diễn của họ hướng dẫn võ thuật tanga và lưu di alin cũng căng thẳng diễn viên hành động gặp nguy hiểm trách nhiệm của họ đứng mũi chịu sao vâng bọn họ không thể không lặp đi lặp lại giảng giải động tác yếu điểm cho Liễu Kình Long, hy vọng hắn có thể làm được hoàn mỹ vô khuyết. Mặc dù có hệ thống bên cạnh, nhưng Liễu Kình Long không hề thả lỏng, hắn nghiêm túc đi cùng hai vị võ chỉ lặp đi lặp lại động tác, cuối cùng làm được mỗi lần đều không có sai sót. Hai vị vũ chỉ lúc này mới thoáng yên tâm một chút, hướng về phía đạo diễn gật gật đầu. Được, dọn dẹp. Bao gồm cả đạo diễn quay phim đám người đã bỏ chạy, vừa rồi khương đại vĩ cốc phong đánh nhau cận cảnh đặc tả đã quay xong trên cầu chỉ còn lại khương đại vĩ và liễu kình long khương đại vĩ nhìn liễu kình long khẳng định a à long lát nữa chúng ta tập luyện tốt chỉ cần đánh nếu đạo diễn không hô ngừng lúc này anh phải phối hợp với động tác của tôi cuối cùng là ngã xuống đáy cốc mọi sự cẩn thận trong giọng nói tràn ngập lo lắng liễu kình long trong lòng có chút cảm động đây là người thứ hai ông thiện ý với hắn, ngoại trừ lâm chính anh. Hai người đều tự bày ra tư thế. Trương Sa cầm loa đứng ở đầu cầu, liếc mắt nhìn máy quay phim đang được dựng lên bên cạnh, tổng cộng có bốn máy quay phim phân vị trí, phân bố hai bên đỉnh núi. Các vị trí máy bay chuẩn bị. Bắt đầu quay. Khương Đại Vĩ cầm kiếm tấn công Liễu Kình Long. Liễu Kình Long thay cốc phong sắm vai nhân vật phản diện, vùng đao không ngừng chống đỡ động tác hai người đại khai đại hợp, khí thế mười phần, chỗ đao kiếm va chạm lại lực đạo rất nhỏ. Trương xe dơ kính viễn vọng nhìn rõ ràng, đối với động tác của hai người thập phần hài lòng. Khương Đại Vĩ thấy đạo diễn không hôn ngừng, liền ra hiệu cho Liễu Kình Long, Liễu Kình Long nháy mắt mấy cái đã hiểu rõ. Tăng cường lực đạo, đột nhiên Khương Đại Vĩ nhảy dựng lên. Một kiếm đâm thủng lòng ngực Liễu Kình Long. Liễu Kình Long lão đảo lui về bên cầu. Khương Đại Vĩ cất bước đến gần, giơ tay rút bảo kiếm ra, nâng một cước giả vờ đá vào ngực Liễu Kình Long. Trái tim Khương Đại Vĩ vọt lên tận cổ họng. Phía dưới liền xem ngươi. Liễu Kình Long lão đảo chậm rãi lay động đến bên cầu. Xoay người ngã xuống. Khương Đại Vĩ nhìn xuống động tác kiểm tra. Cánh tay đụng phải dây thừng bên cầu, thân thể Liễu Kình Long lăn xuống dưới. À, nguy hiểm. Trong đám đông một hồi kinh hô trái tim võ chỉ đường gia lưu gia lương đều lạnh thấu không có hành động này trong thiết kế của họ chuyện xấu liễu kình long lăn lộn trên không trung đầu nhanh chóng rơi xuống bên tai tiếng gió gào thét mà qua hắn khẩn trương điều chỉnh tư thế đầu hơi nâng lên sau lưng nhắm ngay mặt đất hai tay hai chân bị quán tính gần như kéo thẳng liễu kình long ở trong lòng yên lặng đọc dây một dây hai dây ba dây thình thịch. PS. Các đại lão, chương 7 đưa lên, còn kém canh ba, hơn nữa mỗi chương 2000 chữ trở lên, tuyệt đối không có đổ nước. Ở chỗ này quỳ cầu hoa tươi, phiếu đánh giá, nếu như có khen thưởng, tác giả ở chỗ này cúi đầu cảm tạ. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 008 lông tóc không thương, liều mạng liễu tam lang mới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Liễu kình long mạnh mẽ đập vào đống giấy bê. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Từng tầng từng tầng thùng giấy bị đập xuyên qua, từng mảng lớn thùng giấy giống như là đóa hoa nở rộ từ trong đó. Chiều ảnh hưởng của góc độ và lực dọc theo sườn dốc, liễu kình long bắt đầu không ngừng lăn lộn dưới đáy cốc bên trái. Thùng giấy cao 8 mét ầm ầm sụp đổ thình thịch, thình thịch, thình thịch, liên tục lăn lộn hơn 10 cái. Mắt thấy đi tới cạnh thùng giấy, Liễu Kình Long vẫn chưa dừng lại. Trên đỉnh núi mấy trăm người mắt nhìn thấy Liễu Kình Long liền muốn ngã sắp xuống ở trong đống loạn thạch, rất nhiều người đều phát ra kinh hô. Thân thể ngã ra khỏi thùng giấy, lăn lộn hai vòng. Bá! Cuối cùng cũng dừng lại. Liễu Kình Long lưng hướng lên trời mặt đất, không nhúc nhích nhìn không ra chết thung lũng hoàn toàn yên tĩnh vẫn là đạo diễn trương xe phản ứng lại đầu tiên hắn nâng cao giọng nói mau cứu người tiếng vọng vang vọng khắp thung lũng dưới đáy sơn cốc lao ra mười mấy người bước nhanh về phía liễu kình long dừng lại liễu kình long cảm giác thân thể đột nhiên dừng lại xương sườn tựa vào một tảng đá nhọn tựa như bị điện giật hắn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích đầu bị hất có chút choáng váng, bắp chân có một chỗ nóng bỏng. Trên người không còn đau đớn kịch liệt, chỉ là có mấy chỗ xương cốt hơi có cảm giác đau, gần cốt hẳn là không có chuyện gì. Xem ra vẫn là nhờ có đặc tính cương cân thiết cốt này, bằng không nhất định phải gãy xương mấy chỗ. Bên tai vang lên thanh âm hỗn loạn. Này, em không sao chứ? Liễu Kinh Long, đừng nhúc nhích, ngươi bị thương ở đâu? Mọi người mồm năm miệng mười vây quanh hắn. Lâm Chính Anh đẩy mọi người ra hô to. Tất cả mọi người tản ra, các ngươi cản trở không khí lưu động. Hắn đi tới bên cạnh Liễu Kình Long ngồi sổng xuống kêu to. "A à Long, ngươi bị thương chỗ nào?" Liễu Kình Long quay đầu, mặt hướng về phía Lâm Chính Anh cười rạng rỡ. "Lâm ca, nên ta muốn phú quý." Lâm Chính Anh không nói gì. Liễu Kình Long chống tay chống chân đứng lên. Xoay cổ hai cái, hoạt động tứ chi một chút. Lâm Chính Anh vây quanh xem xét phía trước tim sau lưng, phát hiện không có ngoại thương. Vỗ trước sau một cái, ngoại trừ quần áo bị xé rách mấy đạo, chỉ có bắp chân cọ nát một khối da. Liễu Kình Long hướng về phía các ca ca đại gia hỗ trợ cứu trợ nói lời cảm tạ. Hắn ngẩng đầu lên hiện trên cầu, đỉnh núi mấy trăm cái đầu, vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Trong lòng ngực Liễu Kình dâng lên một cổ hào hùng. Bắt đầu từ hôm nay hắn sẽ cuộc khởi đây là thời khắc cao quan thuộc về hắn. Hống. Đột nhiên hét lớn một tiếng, sợ tới mức người bên cạnh giật mình. Tiếp tục đi. Liễu Kình Long tràn đầy hào khí hô lên. Ta là Liễu Kình Long. Lâm chính anh xưa nay nói năng thận trọng, vui vẻ nở nụ cười. Dựa vào cổ nhiệt tình không muốn sống này, tiểu tử này hẳn là ở trong võ hành có thể đứng vững gót chân. Thanh âm quanh quẩn trong cốc, bay vào tai mọi người trên đỉnh núi làm đạo diễn trương sa và trình cương xem như yên tâm còn có thể vui vẻ như vậy trung khí mười phần la lên tiểu tử này không sao ừ vận khí rất tốt bọn họ cảm thấy tiểu tử liễu kình long vận khí quá tốt hai người cùng nhiếp ảnh gia xác định ống kính không sai sau đó kêu gọi đoàn làm phim chuẩn bị kết thúc công việc thiệu nhâm mai một trong những ông chủ công ty điện ảnh thiệu thị nhìn thấy hai vị đạo diễn chỉ huy đoàn làm phim cũng yên tâm một lúc lâu hắn lại cúi đầu nhìn liễu kình long tiểu tử thật thú vị chỉ đạo võ thuật đường gia lưu gia lương yên lòng động tác sai lầm còn có thể lông tóc vô thương tiểu tử này không tệ đúng vậy vận khí quá tốt nếu không hai ta sẽ gặp phiền toái liễu kình long có thể ở dưới tình huống bất lợi điều chỉnh tốt tư thế cuối cùng mới có thể lông tóc vô thương phần thực lực này bọn họ là khẳng định Hai người một trận may mắn cảnh quay xem như đã quay xong, bọn họ thật đúng là sợ đạo diễn Trương Sa lại đột nhiên nảy ra ý tưởng làm một động tác có độ khó cao. Lý Cản Sinh ngay ngốc nhìn Liễu Kình Long. Thật không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao làm được. Hắn lại trong giới điện ảnh cũng lăn lộn đánh 20 năm, cũng chưa từng thấy qua Liễu Kình Long nhân vật như vậy, dám đánh dám liệu còn vận khí tốt đây là người đầu tiên. Một đám vũ sư như là nổ tung nồi lúc trước bởi vì liễu kình long khẩu xuất cuồng ngôn nói muốn sánh vai với lý hiểu long những võ sư này tập thể bác bỏ xa lánh hắn không nghĩ tới liễu kình long quay mặt liền hoàn thành một động tác có độ khó cao thực lực can đảm vận khí vận khí thiếu một thứ cũng không được chính là bọn hắn này một mạng lớn võ sư cũng chỉ có số ít mới có thể hoàn thành lần này rơi cầu ném đi cái này cũng không chết thối tử có thể nói chuyện hay không là không bị thương được không ngưu tị a à, điều này làm cho ta nhớ tới ta năm đó thôi đi ngươi năm đó so với hậu sinh tử này kém xa đừng nói là rất trâu bò tránh chính là chúng ta trẻ tuổi 10 năm cũng chưa chắc dám lên hay cho một thiếu niên dũng cảm như vậy sao cũng không phải ngã lên tảng đá cũng không sao chuyến đi này của chúng ta mệnh lớn mới là phúc mấy chục võ sư long hổ cùng nhau nghị luận về liễu kình long hình như chính bọn họ đã hoàn thành hành động vĩ đại vừa rồi võ sư hai năm nay vào nghề người trẻ tuổi hoặc là công phu nền tảng tốt hoặc là lá gan lớn nhưng mà người trẻ tuổi có võ công tốt không có gan lớn như vậy vậy đến cuối cùng lăn lộn cũng liền cùng thế hệ trước võ sư kém không nhiều lắm mà lá gan lớn làm võ hành lại bởi vì nền tảng võ thuật mỏng không phải dễ dàng bị thương, chính là vận khí không tốt chết đi. Giống như liễu kình long có võ công bên người, lá gan lớn, vận khí tốt, tương lai tiềm lực vô hạn. Chỉ là ai cũng không có nói toạc ra. Bội phục liễu kình long đồng thời, một đám võ sư nhìn hắn cũng có loại tâm tình chua xót. Đúng rồi. Mặc dù các võ sư ăn ngon miệng, nghề này cuối cùng vẫn lấy thực lực làm tôn. Thật sự là liều mạng tam lan. Liễu tam lan. Vì vậy, biệt danh Liều Mạng Liễu Tam Lan đặt ở trên đầu Liễu Kình Long. Trong các võ sư, có hai người lặng lặng nhìn Liễu Kình Long, không có tham dự một đám võ sư nói chuyện. Bác gia, Liễu Kình Long bản lĩnh, can đảm đều tốt, tiềm lực vô hạn. Có phong thái của Lý Hiểu Long, đợi một thời gian nữa lại là một vị cao thủ công phu. Hồng Kính Bảo mở miệng. Bác gia, thành viên tổ chức của anh không nghĩ đến người trẻ tuổi có tiềm lực như vậy sao viên hà bình không chút thay đổi kính bảo ngươi không phải đang thành lập hồng gia ban sao không có ý kiến sao hồng kính bảo lắc đầu chiêu bài lý hiểu long quá lớn không chừng an bài cho tiểu tử này có đường hai người đều có chút động tâm muốn chiêu mộ liễu kình long vào tổ chức võ sư của mình nhưng vừa nghĩ tới danh tiếng của lý hiểu long trên quốc tế chưa chắc đã không an bài cho sư đệ của mình có đường ra. Chỉ là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Liễu Kình Long bị đuổi ra khỏi võ quán lúc thật sự là cùng đường mạc lộ. Bên cạnh các võ sư còn có hàng trăm người vây quanh, bọn họ đối với ngoại hiệu Liều Mạng Liễu Tam Lan cũng thập phần tán thành. Mấy vị võ hành này tổng kết rất đúng chỗ, nên gọi hắn là Liễu Tam Lan. Phim trường nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên to gan như vậy. Không phục không được a, à, tiểu tử tên Liễu Kình Long này, thật sự có bản lĩnh. Các ngươi nghe nói chưa, Liễu Kình Long tiểu tử này vẫn là sư đệ của Lý Hiểu Long. Đừng không phải là giả chứ. Làm sao có thể, các võ sư đều đã chứng thực. A, à, chẳng lẽ lại là một vị siêu sao võ thuật sinh ra ở Hồng Kông đảo chúng ta. Các ngươi ai khuê nữ, có tuổi sắp xỉ có thể suy nghĩ một chút. Một người phụ nữ trung niên thu xếp muốn làm bà mối. Triệu Nhã Tri đứng bên cạnh mẫu thân. Trong tai nàng nghe mọi người nói chuyện, ánh mắt lại không rời khỏi Liễu Kình Long dù chỉ một giây. Triệu Nhã Tri ôn lương hiền thục, thổi nhỏ đã nhu thuận vô cùng, tính cách dịu ngoan. Từ sau khi đạt được hạng ba cuộc thi sắc đẹp, cũng giống như thường ngày, tính tình cực kỳ an ổn. Lại nhìn thấy hành động lớn mật hào phóng của Liễu Kình Long đẹp trai, đối với nàng cực kỳ có lực hấp dẫn, chọc cho nàng mê mẩn từng trận mẹ Triệu nhìn ra thần sắc con gái không đúng, mấy lần thúc giục. Triệu Nhã Tri mới không nở chậm rãi di chuyển bước chân. Lâm Chính Anh dẫn Liễu Kình Long lên cầu. Các đạo diễn và chỉ đạo võ thuật đều vô cùng tán thưởng Liễu Kình Long, hơn nữa còn nói cho anh biết ngày mai đoàn làm phim đóng máy là có thể lĩnh lương. Một đám võ sư cũng thay đổi thành kiến, khen ngợi Liễu Kình Long một trận. Liễu Kình Long chỉ thản nhiên mỉm cười ứng đối hai diễn viên chính khương đại vĩ và cốc phong cũng chờ ở bên cạnh thấy một đám võ sư nói xong rời đi mới đi tới trước mặt liễu kình long a à, long tay cậu đánh vào dây thừng ngã xuống nhưng làm tôi sợ không nhẹ khương đại vĩ thổn thức đại vĩ nói rất đúng người trẻ tuổi sẽ dám đánh dám liều cốc phong vỗ xuống liễu kình long bả vai đóng vai thế thân của ta lần này vất vả rồi nhìn thấy hai vị đại gia tán thành quan tâm mình liễu kình long có chút động tình nói có thể được hai vị tiền bối khẳng định lần này coi như là đáng giá ba người cười ha ha trước khi đi khương đại vĩ nói một câu a à long nghỉ ngơi cho tốt bộ phim tiếp theo tôi đề cử cậu với đạo diễn trương Sa. ps hiện tại thứ tám càng còn lại có hai canh ta cố gắng thêm chút chặt không để cho các đại lão thất vọng cuối cùng lại quỳ cầu một đợt đánh giá phiếu hoa tươi, khen thưởng. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 009. Thời đại giao phó Long Hổ Võ Sư Huy Hoàng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhìn thân ảnh Khương Đại Vĩ, Cốc Phong rời đi, có chút cảm động. Liễu Kình Long thật không ngờ Khương Đại Vĩ lại thưởng thức mình như vậy khương đại vĩ còn muốn tiến cử với nghĩa phụ của mình trong lòng có chút cảm động bát cơm của bộ phim tiếp theo xem như có tin tức trên đường kết thúc công việc trở về lâm chính anh hồng kính bảo viên hà bình sống vai mà đi liễu kình long thoáng rớt lại phía sau một bước không có biện pháp ai bảo bối phận liễu kình long lúc này thấp lâm chính anh chính thức giới thiệu ba người làm quen hắn là đệ tử vịnh xuân liễu kình long sư đệ của lý hiểu long vị này là hồng kính bảo vị này là viên hà bình đều là bạn tốt của sư huynh ngươi khi còn sống liễu kình long ông quyền hành lễ hồng đại ca viên bát gia hai người đáp lễ bốn người vừa đi vừa trò chuyện lâm chính anh nói ra nghi vấn trong lòng a à long ngươi ở trên cầu cùng hai vị võ chỉ tập luyện hảo hảo như thế nào vừa ngã xuống cầu tay liền bị dây thừng trộn đến hồng kính bảo viên hà bình cũng quay đầu nhìn liễu kình long trong lòng có chút nghi vấn liễu kình long có chút xấu hổ ngượng ngùng nói tôi nghĩ cứ ngã thẳng như vậy thật không thú vị chỉ muốn tăng thêm chút khó khăn ba người đều mở to hai mắt nhìn liễu kình long liễu kình long bị nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng ba người trong lòng hô to hảo tiểu tử hồng kính bảo giơ ngón tay cái lên hậu sinh khả úy viên hà bình không chút thay đổi nói lợi hại thiếu niên lâm chính anh không nói gì chỉ là nụ cười của hắn càng thêm sáng lạn liễu kình long thẹn thùng chỉ duy trì được một khắc anh nhìn thấy một đôi mẹ con đi tới trước mặt nữ tử trẻ tuổi rõ ràng chính là nữ thần trong lòng hắn liễu kình long phấn đấu quên mình lao nhanh qua triệu nhã tri em yêu anh liễu kình long phi nhào tới trước mặt quả thực là mẹ con triệu nhã tri hoảng sợ. Thấy rõ là liễu kình long vừa mới đạp cao một cái. Triệu nhã tri không tức giận, mỉm cười nhìn hắn. Sau khi mẹ triệu bị dọa nhảy dựng lên, liền không thuận theo. Người trẻ tuổi, sao lại lỗ mãn như vậy? Nhã tri nhà chúng ta biết ngươi sao? Liễu Kình Long không cố kỵ suy nghĩ của người khác đối với hắn. Ngay lúc này, đôi mắt hắn nhìn chầm chầm triệu nhã tri liễu kình long chỉ cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của mình không chỉ có đột phá trên con đường diễn xuất mà còn gặp nữ thần triệu nhã tri trong lòng kiếp trước kiếp trước trong lòng liễu kình long có rất nhiều nữ thần nhưng phải đánh giá vị nào là nữ thần có thể kết hôn sinh con cùng nhau cả đời triệu nhã tri đứng đầu không ai cả triệu nhã tri xuất thân từ tiếp viên hàng không sau khi tham gia cuộc bầu cử tiểu thư hồng kông giành được thứ hạng liền gia nhập đài truyền hình cả đời theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Nàng ôn lương hiền thục, theo nghề mấy chục năm, đem sự nghiệp cùng gia đình chiếu cố thỏa đáng, không có một lần scandal xuất hiện. Càng khó được Triệu Nhã Tri công nhận là nữ thần đóng băng, dung mạo mấy chục năm dáng người bảo trì giống như thiếu nữ hai tám phương hoa, quả thực làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Liễu Kinh Long là người vừa thèm thân thể của nàng vừa thèm nàng. Đối mặt với Triệu Nhã Tri giống như chết máy, hắn vừa rồi một tiếng la lên chỉ là tiểu mê để nhìn thấy nữ thần bản năng phản ứng. Suy nghĩ chuyển động. Liễu Kình Long phán đoán niên đại, triệu nhã tri hẳn là còn chưa xuất đạo. Hắn cảm thấy không thể phụ sự an bài của ông trời. Nhất định phải đuổi kịp nữ thần triệu nhã tri. Liễu Kình Long không để ý đến câu hỏi của mẹ triệu. Khẽ cúi đầu, chào thân sĩ. Xin chào, triệu tiểu thư. Tôi là người ủng hộ cô ta tên là liễu kình long là đệ tử vịnh xuân quyền sư đệ của lý hiểu long liễu kình long không có khoe khoang dông dài đơn giản rõ ràng tóm tắt không đợi triệu mẫu bị bỏ qua phát tác triệu nhã tri mở miệng mỉm cười ta hôm nay xem ngươi biểu diễn rất lợi hại sao cậu lại nghĩ đến việc diễn một động tác nguy hiểm như vậy thật không ngờ nữ thần cũng thấy được cảnh mình nhảy cầu kia liễu kình long cân nhắc một chút ngữ khí khẳng định. Tôi yêu sự nghiệp diễn xuất và sẵn sàng chiến đấu vì nó. Quan trọng hơn là, ta có thực lực này để hoàn thành nó. Triệu Nhã Tri gật đầu nghiêm túc nói. Rất không dậy nổi. Liễu Kình Long thừa thế. Triệu Tiểu Thư, tôi có thể xin chữ ký của cô không? Đương nhiên, nếu có thể có điện thoại của anh thì càng tốt. Liễu Kình Long nở nụ cười rạng rỡ với nữ thần, hàm răng trắng noãn. Triệu Nhã Tri hé miệng cười, lấy quyển sổ ra viết tên và số điện thoại của mình. Mẹ Triệu thấy vừa muốn đoạt lại số điện thoại, bị Triệu Nhã không giấu vết ngăn lại. Liễu Kình Long kết quả số điện thoại, cảm xúc dân trào. Nữ thần không từ chối chính mình. Vào lúc này, mẹ Triệu rốt cục nhìn không được thúc giục. Nhã Tri, chúng ta nên đi thôi. Nhìn mẹ con Triệu Nhã Tri đi xa. Liễu Kình Long không ngừng vẫy tay tạm biệt mẹ triệu quay đầu trợn mắt nhìn tăng tốc lôi kéo con gái rời đi ba người phía sau thu hồi đánh giá lúc trước về liễu kình long lại dán nhãn cho hắn hồng kính bảo không biết xấu hổ viên hà bình da mặt dày lâm chính anh chẳng biết xấu hổ liễu kình long giơ số điện thoại trong tay lên hư hư hậu thế câu nữ sáo lộ các ngươi những nam nhân chính trực này làm sao có thể hiểu nghỉ đêm tại ký túc xá tạm thời của trường quay số 2. Ngày hôm sau, đạo diễn Trương Sa, Trình Cương Triệu tập đoàn làm phim Quần Anh Hội. Sau khi tổng kết ngắn gọn tuyên bố đóng máy, xếp hàng trước bàn kế toán, Liễu Kình Long nhận được tiền lương của võ sư Long Hổ và thế thân tham gia Quần Anh Hội. Tham gia đoàn làm phim tổng cộng 7 ngày, cộng thêm hai lần thế thân, Liễu Kình Long tổng cộng lấy được 1.500 đồng Hồng Kông. Trong thời đại Thiệu Thị độc chiếm làng điện ảnh Hồng Kông, Thiệu Nhất phu ra sức phổ biến phương thức chế tác điện ảnh kiểu dây chuyền sản xuất. Một bộ phim 10 ngày quay xong là chuyện bình thường, rất nhiều bộ phim kinh điển của Thiệu Thị đều được chế tác theo cách này. Vậy, đạo diễn Hồ Kim Toàn, đạo diễn Trình Cương đều không thể ở lại Thiệu Thị lâu dài. Giống như đạo diễn Vương Gia Vĩ đời sau vài năm đóng một bộ phim, Thiệu Nhất phu ngay cả cửa cũng không cho vào. Trong khi chế tác một lượng lớn phim, thiệu thị thiếu tinh phẩm hóa bộc lộ ra rất nhiều vấn đề, mới có thể bị các công ty như Gia Hợp, Tân Nghệ Thành vượt qua. Thiệu thị điện ảnh thập niên 60 Hãng phim Gia Hợp thập niên 70 Công ty điện ảnh Tân Nghệ Thành thập niên 80 Phim Vĩnh Thắng thập niên 90 Cầm tiền mặt mới tin, Liễu Kình Long nhớ tới những công ty nổi tiếng trong làng điện ảnh Hồng Kông. Bảy ngày đã kiếm được hai tháng lương của công nhân bình thường ở Hồng Kông nhưng đại đầu vẫn là Liễu Kình Long đóng thế hai lần. Một lần 80, một lần 800. Phí thế thân gấp 10 lần chỉ là trường hợp đặc biệt. Liễu Kình Long đi theo một đám võ sư xuống dốc đi ra khỏi cửa trường quay. Hai bên đường đổ đầy xe hơi mới tinh, chủ yếu là pho. Từng chiếc từng chiếc, từ trường quay thiệu thị trải tới thôn đại phố. Ít khi. Long hổ các võ sư lái lên từng chiếc ô tô, một đường khói bụi, uống rượu đánh bạc đi. Lúc này một chiếc xe hơi bình thường ở Hồng Kông bán được 2.000 tệ. Long hổ võ sư 2 tháng có thể mua một chiếc, cho nên bọn họ cơ bản mỗi người một chiếc. Mà công nhân bình thường ở Hồng Kông bằng 180 đồng tiền lương, không ăn không uống cần 2 năm. Cho nên, các võ sư phần lớn đều có uống rượu khiêu vũ đánh bạc thói quen. Thời đại này thật sự là thời đại tốt nhất của các võ sư Long Hổ. Lâm Chính Anh nhìn thấy Hồng Kính Bảo từ xa gọi hắn lên xe, quay đầu nhìn về phía liễu kình long a à long ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này kế tiếp ngươi có tính toán gì không anh lâm em tìm một căn phòng ở đại phố trước liễu kình long vui vẻ cười hắn thật sự rất cảm ơn lâm chính anh yên tâm đi khương đại vĩ chiếu cố bộ phim tiếp theo của tôi ts thứ chín càng gọi phần thức ăn bên ngoài tiếp tục viết chữ các vị độc giả đại lão thật sự là không có biện pháp, chính là làm công nghèo. Quỳ xuống cầu hoa tươi đánh giá phiếu, lại cầu chúc khen thưởng nhỏ, bái tạ bái tạ. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 010. Phòng cho thuê, cùng triệu nữ thần hẹn hò ở mới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio nhìn xa xa tạo nên khói bụi ô tô ven đường đã đi sạch sẽ bước lên mặt đường xi măng liễu kinh long đi nhanh về phía thôn đại phố trong tay có lương thực trong lòng không hoảng hốt ông trong lòng người khác một năm tiền lương tự nhiên đã không có vừa bị đuổi ra võ quán lúc cấp bách cảm giác vịnh thanh thủy nơi này hiện tại đều là phong mạo nông thôn ở đời sau nơi này chính là khuôn nhà giàu thỏa đáng những thứ này ngược lại là thứ yếu Liễu Kình Long chủ yếu là sau này không thể thiếu cảnh quay ở trường quay thiệu thị, hắn cũng không muốn chen chút trong ký túc xá tạm thời của Đại Thông Giang nữa. Thêm nữa, hắn còn có một tâm tư nhỏ. Triệu Nhã Tri sau này sẽ gia nhập TVB, sau này không thể thiếu cũng phải quay tiết mục ở trường quay thiệu thị. Hai người ra vào phim trường, có một cái ổ nhỏ gần đó cũng rất tốt. Đi nhanh mấy trăm mét, Liễu Kình Long tiến vào thôn đại phố thời đại này đại phổ đã có người giàu lên trước xây lên đại viện nhà cao liễu kình long rất nhanh chọn một tòa viện cao ba tầng mười mấy phòng phòng cũng có ba phòng trong sân sống một mình một bà cụ lớn tuổi con cái buôn bán bên ngoài không thể nào trở về nhà mới xây xong chỉ để lại lão phu nhân không muốn rời quê hương liễu kình long nhìn căn phòng còn sót lại một phòng ngủ một phòng khách phòng bếp nhà vệ sinh đầy đủ hết Sinh hoạt thường ngày nấu cơm không thành vấn đề. Liễu Kình Long rất hài lòng. Nghe nói là làm việc ở trường quay bên cạnh, lão nhân gia rất là nhiệt tình. Cuối cùng, giá thỏa thuận là 80 đồng một tháng. Cái giá này ở nông thôn cũng không rẻ. Mỗi tháng tăng thêm 20 khối tiền thuê nhà, cũng là Liễu Kình Long dùng nguyên chủ nhân đặt mua đồ dùng cùng một cái điện thoại. Đồ gỗ kiểu cũ thượng hạng, về sau hắn cùng nữ thần ở lại cũng thoải mái điện thoại quả thật là công cụ duy nhất để Liễu Kình Long liên lạc với bên ngoài. Vui vẻ trả tiền thuê nhà một năm của bà cụ. Liễu Kình Long lưu loát đặt mua nồi niêu xong chảo, gối đầu đệm chăn. ở quán cơm trong thôn Mỹ Mỹ ăn một bữa. về phòng đi. lấy số điện thoại của Khương Đại Vĩ ra bấm qua. Anh Khương, đây là số điện thoại của em, sau này có chuyện gì có thể gọi cho em. a, à, sắp xếp ổn thỏa nhanh như vậy, ở đâu rồi? khương đại vĩ có chút ngoài ý muốn hiệu suất của liễu kình long cực kỳ cao tôi thuê một phòng ở đại phố sau này đi làm cũng tiện rất tốt bộ phim mới thủy hử của đạo diễn trương sẽ quay trong mấy ngày tới đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho anh cảm ơn anh khương đại ca liễu kình long cảm ơn sau đó liễu kình long lại gọi điện thoại thông báo cho lâm chính anh định thần lại lấy điện thoại của triệu nhã tri ra gọi này triệu nhã tri tiểu thư có ở đây không ngươi là ai thanh âm triệu mẫu truyền đến nghĩ đến dự tính ngăn cản liễu kình long dứt khoát nói dối đây là trường quay thiệu thị tìm cô ấy à ngươi chờ một chút sau một hồi bối rối một thanh âm nhu hòa truyền ra xin chào tôi là triệu nhã tri xin chào tôi là liễu kình long đại diện trường quay tìm anh nói chuyện trong lòng triệu nhã tri mừng thầm. Trường quay có chuyện gì sao? Là như vậy, trường quay ủy thác tôi bồi triệu tiểu thư sưu tầm dân ca, hạng mục là xem phim, ăn cơm tây. Xin hỏi, 9 giờ sáng mai, cô có thời gian không? Như vậy à? Triệu nhã tri trầm mặt một lát. Có thể. Cúp điện thoại. Liễu Kình Long tắm rửa một cái, thoải mái nằm trên giường gỗ ngủ. Ngày hôm sau liễu kình long dậy thật sớm trước tiên luyện vịnh xuân quyền vài lần qua loa ăn điểm tâm đi tới trạm xe buýt ngồi lên cửu long tiểu ba một đường đi tới du ma địa liễu kình long một đường đi dạo phố đi tới một cửa hàng quần áo tây không lâu lắm liễu kình long một thân áo sơ mi cổ lật hai hàng âu phục giày da nhọn đi ra tìm một cửa hàng đồng hồ mua một chiếc đồng hồ bình thường mấy chục đồng nhìn đồng hồ vẫn còn thời gian đi tới tiệm cắt tóc lại vừa cắt vừa sấy tóc đi ra lúc này tóc liễu kình long đã bóng loáng một thân âu phục thẳng tắp giày da bóng loáng anh tuấn tiêu sái nói không nên lời anh ta bước nhanh về phía phố bai can đi ngang qua một em gái bán hoa đáng yêu mua một bó hoa hồng đỏ khi đến đầu phố một đạo thân ảnh mỹ lệ đã chiếu vào trong mắt triệu tiểu thư không xứng đáng tới chậm hoa này tặng cô liễu kình long không ra vẻ phong nhã hoặc giả vờ làm dáng thân sĩ cử chỉ chỉ để lộ ra vẻ hiền hòa chân thật triệu nhã tri hào phóng nhận lấy hoa nói là ta tới sớm hai vị tuấn nam mỹ nữ đứng cùng một chỗ nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt người qua đường thật xinh đẹp à thật sự là một đôi giai nhân đúng vậy hai người đều rất có khí chất à hình như là ngôi sao điện ảnh Đúng vậy, nhất định là ngôi sao điện ảnh. Người qua đường vây quanh không ngừng gia tăng, lập tức vây quanh hai người chỉ rõ. Liễu Kình Long xấu hổ cười với Triệu Nhã Tri, kéo tay cô lao ra khỏi đám đông. Bước nhanh chạy qua một cái đầu phố, hai người thả chậm tốc độ, chậm bước mà đi. Triệu Tiểu Thư, không hổ là nữ thần của tôi, đi đâu cũng có thể thu hút sự chú ý. Ngươi cũng rất đẹp mắt. Triệu Nhã Tri đỏ mặt, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Trong lòng Liễu Kình Long nhộn nhạo. Chúa ơi! Lúc này Triệu Nữ Thần cũng quá thanh thuần đi. Loại thẹn thùng chưa được tình yêu hung đúc này, so với những thuộc nữ thành thục diễm lệ kia mạnh hơn nhiều. Liễu Kình Long không ngừng tìm kiếm đề tài mà Triệu Nhã Tri cảm thấy hứng thú. Triệu Nhã Tri bất tri bất giác bị sự hài hước khôi hài của anh lây nhiễm. Cô chậm rãi buông đề phòng. Bước chân trở nên nhẹ nhàng, người cũng xinh đẹp hơn rất nhiều đi chậm thôi. Hai người thoải mái nói chuyện với nhau, đi qua năm sáu phố. Liễu Kình Long ngẩng đầu nhìn, rạp hát gia hợp. Đi xem phim thôi. Ừ, Triệu Nhã Tri gật đầu. Liễu Kình Long xếp hàng đến cửa sổ, bỏ ra 10 đồng mua hai vé hàng đầu. Đi vào hàng đầu rạp hát, hai người ngồi xuống cạnh nhau. Hôm nay chiếu bộ phim Thập Tứ Nữ Anh Hào do Trình Cương chỉ đạo. Trong thời đại điện ảnh Nam nổi lên ngày nay, bộ phim này là một trong số ít những bộ phim phản ánh đề tài nữ. Đây là Liễu Kình Long sợ Triệu Nhã Tri không thích những bộ phim hành động đánh đánh giết giết kia, cố ý chọn cho cô. Bộ phim do một số nữ minh tinh như Hà Lệ Lệ, Lan Vi đóng vai chính, nói về những năm nhân tông thời Bắc Tống, nữ tướng Dương Môn Phủ Thiên Ba dưới sự dẫn dắt của Sa Thái Quân, sự tích anh dũng và câu chuyện bi tráng của vệ quốc an dân, chinh phạt kẻ xâm lược ngoại tộc đạo diễn trình cương vì bộ phim này mà vận dụng toàn thể nữ minh tinh thiệu thị cảnh chiến tranh to lớn là một bộ chế độ cực lớn thiên truy bách luyện từng vị nữ anh hùng anh khí bừng bừng làm cho triệu nhã tri mở to hai mắt nhìn đến say sưa liễu kình long đã sớm đoán được hiệu quả này mỉm cười thưởng thức mỹ nữ bộ phim kết thúc rất nhiều nữ khán giả vỗ tay khen ngợi ra khỏi rạp chiếu phim bất giác đã là giữa trưa Liễu Kình Long dẫn Triệu Nhã Tri đến nhà hàng Hoa Viên, một nhà hàng Tây tầm trung, hoàn cảnh rất tốt, giá cả Liễu Kình Long cũng có thể chấp nhận. Hai người gọi hai phần thịt bò bít tết, uống rượu vang, vừa ăn vừa trò chuyện. Vở kịch vừa rồi diễn thật không tồi. Là của đạo diễn Trình Cương, bộ phim trước của tôi cũng là của anh ấy và đạo diễn Trương Sa. Ồ, khó trách. Liễu Kình Long hỏi. Cậu đã ký hợp đồng với TVB chưa? còn đang suy nghĩ bây giờ là thời kỳ phát triển nhanh chóng của đài điện ảnh truyền hình bỏ lỡ thì không có cơ hội như vậy liễu kình long khuyên triệu nhã tri anh còn biết những thứ này triệu nhã tri có chút giật mình thật nhìn không ra mỉm cười đây ở đời sau là thường thức mọi người đều biết triệu nhã tri hỏi tiếp ngươi tính toán như thế nào sau này tôi cũng sẽ tiếp tục con đường của sư huynh lý hiểu long trở thành một người truyền bá văn hóa hoa hạ có sức ảnh hưởng quốc tế hai mắt triệu nhã tri lóe lên thần thái không ngờ hắn lại như vậy cơm nước xong hai người đi tới rạp chiếu phim tiêu thị triệu nhã tri đề nghị còn muốn xem phim tình yêu nhà trắng là câu chuyện tình yêu do đạo diễn bạch tinh thụy chân chân và đặng quảng vinh đóng vai chính hình ảnh cảm động lấp lánh trên màn ảnh khiến triệu nhã tri say mê liễu kinh long nhẹ nhàng nắm lấy tay triệu nhã tri ngón tay cô lập tức cứng đờ, chỉ chốc lát sau liền thả lỏng xuống. Liễu Kình Long bất giác nắm chặt 10 ngón tay Triệu Nhã Tri. Hai người không nói gì, chỉ lặng lặng xem phim. Sau khi bộ phim kết thúc, Triệu Nhã Tri cảm thấy mỹ mãn. Liễu Kình Long nắm tay nàng vẫn không buông ra. Hai người cứ như vậy tay trong tay, cười nói chuyện phím đi dạo phố. Liễu Kình Long nhìn thấy một chiếc khăn lụa xinh đẹp, liền mua xuống, đeo lên cho Triệu Nhã Tri màn đêm buông xuống. Quán ăn vặt thổi qua mùi thơm hấp dẫn. Gọi vài món xào ngon miệng, bọn họ chậm rãi ăn. Bóng đêm dày đặc, hai người mới ăn xong. Tay trong tay chậm rãi đi tới, một cổ tình cảm không nở tràn ngập giữa hai người. Trở lại đường bay gác. Dưới ánh đèn đường lờ mờ. Liễu kình long chân tình tỏ tình. Nhã tri, anh yêu em. Triệu nhã tri thoáng cúi đầu, nhẹ nhàng từ một tiếng. Liễu Kình Long hai tay vịn vai, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Trong không khí phản phất tràn ngập hương vị ngọt ngào lãng mạn. Hai người chìm đắm trong đó, thật lâu không muốn tách ra. Triệu Nhã Tri Một tiếng hô to phẫn nộ đánh thức hai người. Nhìn lên đi. Thì ra là mẹ Triệu đứng ở ban công căm tức nhìn hai người. Triệu Nhã Tri bất đắc dĩ phất tay cáo biệt. Tạm biệt. Ngày mai tôi sẽ gọi cho anh. Liễu Kinh Long mỉm cười đưa mắt nhìn Triệu Nhã Tri lên lầu. Thấy Triệu Mẫu còn đang giận dữ nhìn hắn. Liễu Kinh Long đứng dưới đèn đường, lễ phép cúi đầu nói. Chào nhạc mẫu. Nhạc mẹ già của con. Mẹ Triệu bị tức giận mắng to. TS. Chương 10 Cùng các vị đại lão nói một câu nghiêm túc, bởi vì viết quần anh hội nội dung vở kịch này, tác giả tới tới lui lui xem 4 năm lần, hơn nữa còn tra xét rất nhiều tư liệu chính là muốn viết ra loại hương vị này nhưng viết xong về sau chính mình cảm thấy cũng không tệ lắm cũng không biết độc giả các đại lão cảm thấy như thế nào cầu xin thực sự khẩn cầu khẩn cầu các vị độc giả đại lão phiền toái sau khi xem xong ở khu bình luận sách nhắn lại nói cho một chút tác giả viết như vậy có thể hay không viết như vậy có viết ra mọi người trong lòng muốn nhìn thấy nếu không trong lòng tác giả không yên a à. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.